Và cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ à. à, Cho phép lên được hỏi là bao nhiêu số tất cả các anh chị là thành viên của Stop Education hoặc à, đã từng sinh hoạt trong cộng đồng Stop Education rồi mình có thể comment số 1 được không ạ? Và ai mà mình chưa từng sinh hoạt trong cộng đồng Stop Education thì mình comment số 0 được không ạ? Ờ, rất nhiều số 1 đúng không ạ? Rất nhiều số 1 À, đã rất là lâu rồi, đã rất là lâu rồi mới cùng với tất cả các anh chị có một cái chương trình mà chúng ta à, rất là đông như vậy đúng không ạ? Rất là đông vào buổi tối như thế này à, Bởi vì sau khi mà cái mùa Covid mà nó quay trở lại đúng không ạ? Thì à, chúng ta để bộn bề với những cái công việc lo toan của mình Buổi tối chúng ta dành thời gian cho gia đình của mình à Cũng có một số anh chị chưa tham gia cùng với Stop Education đúng không ạ? À, chúng ta đã cùng với nhau trong Stop Education thì chúng ta hiểu rằng đây là cộng đồng của thầy Nguyễn Công Thái À, đã tạo ra chủ tịch thầy Nguyễn Công Thái tạo ra với mong muốn sẽ mang lại một môi trường hợp tập thấm đậm tình yêu thương vui vẻ bình an và hạnh phúc cho tất cả chúng ta và trong hai mùa Covid thì Stop đã tạo ra rất là nhiều cái chương trình à, dành cho cộng đồng những chương trình học tập những chương trình trao giá trị về tất cả các lĩnh vực về phát triển bản thân nuôi dạy con hay là những cái lĩnh vực về sức khỏe vân vân đúng không ạ à, và rất là nhiều mỗi buổi tối có các anh chị nhớ là có hai ba ngàn người học đúng không anh chị và mỗi buổi sáng chúng ta có hai ngàn anh chị học nhưng mà khi Covid đã qua đi và cái cuộc sống của chúng ta quay trở lại thì chúng ta sẽ quay trở về với công việc gia đình của mình, với bộ bề những lo toan, cuộc sống của mình, cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời hơn. À, thì tối ngày hôm nay Linh rất là vui khi vào phòng Zoom và thấy có rất nhiều gương mặt những anh chị đã rất là thân quen và đồng hành cùng với Startup Education trên suốt hành trình vừa qua. À, ví dụ như chị Quỳnh Anh đúng không ạ, chị Hồng Vân, chị Vũ Huệ. À, rồi À, rất là nhiều anh à, Minh Cường nè, bữa nay cũng thấy anh Cường trở lại nè, mà Tính nè, chị Hải Ngô nè, ok rất là nhiều các anh chị em đúng không ạ và tối ngày hôm nay à, em cũng có một hai người khách mời rất là đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ cùng nhà. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều à, và không để mất thời gian của anh chị nữa thì à, tại sao mà Talent cũng như Stop Education mong muốn tạo ra chương trình thấu hiểu bản thân, chinh phục vận mệnh. À, bởi vì mỗi chúng ta sinh ra cuộc đời này à, đều có một cái sứ mệnh đúng không ạ đều có một sứ mệnh khác nhau và chúng ta luôn luôn đi tìm cho mình một câu hỏi tôi là ai để và chúng ta sinh ra cuộc đời này với sứ mệnh là gì và chúng ta sẽ đi về đâu chúng ta để lại những cái giá trị gì trên cuộc đời này của mình và khi chúng ta tìm thấy được cái lẽ sống đam mê sứ mệnh của mình thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc đúng không ạ chính bản thân linh cũng vậy khi tìm ra được bản thân của mình và trả lời cho mình được câu hỏi mình là ai mình sinh ra cuộc đời này để làm gì vào năm 32 tuổi thì lúc này cuộc đời của mình đã thay đổi 180 độ và mình cảm thấy hạnh phúc hơn mình kết nối được những cái mối quan hệ trong gia đình của mình vợ chồng con cái bố mẹ mình đã kết nối lại được những cái mối quan hệ như vậy à, sau rất là nhiều năm à, và chính bởi vì điều đó cho nên lên có một cái niềm à, đam mê và một cái sứ mệnh mà lên ra cùng với lại cô giáo của chương trình này của chúng ta à, cô giáo chính trong chương trình này của chúng ta là cô mỹ linh nữa mà à, cùng thành lập ra công ty Best Talent và lấy cái sứ mệnh đó là vì một triệu gia đình việt nam thấu hiểu và hạnh phúc với mong muốn là mang những cái giá trị để giúp chúng ta và dạ khai phá tiềm năng con người của mỗi con người của chúng ta, để giúp chúng ta và dạ thấu hiểu lẫn nhau, kết nối được những mối quan hệ cùng với nhau. Đặc biệt là bố mẹ sẽ thấu hiểu được về tính cách của con, bố mẹ sẽ thấu hiểu được điểm mạnh, sở trường của con, những cái điều ẩn chứa bên sau của con ở bên trong lòng của con mà con không nói ra để chúng ta và dạ là trở thành những người đồng hành cùng với con cái của mình để giúp con cái của mình hạnh phúc và thành công và bởi chính về điều đó cho nên là khi mà linh được cùng với mỹ linh cô mỹ linh tiếp cận với lại thiền số học thì cảm thấy đây là một cái điều rất là tuyệt vời à, trước đây linh là một chuyên viên tư vấn về sinh chắc học giáo văn tây và khi đến với sinh chắc văn tây thì linh tìm ra được một công cụ để khám phá ra bản thân của mình à, biết mình mạnh cái gì điểm mạnh của mình là gì tính cách mình ra sao cho nên linh đã chuyển đổi từ một kỹ sư xây dựng cầu đường đúng không ạ học 12 năm cộng với lại bốn năm rưỡi đại học là 16 năm ra đi làm thêm mấy năm nữa nhưng sau đó lại thay đổi cái công việc nghề nghiệp của mình bởi vì lúc đó mình cảm thấy cuộc sống của mình trở nên bế tắc và rất là stress à, và mình đã thay đổi cuộc đời mình như vậy à, nhưng mà sau này gặp thêm thiện số học nữa thì linh thấy rằng là một điều là à, nó giúp cho cái bức tranh của mình cái nhận thức về bản thân của mình trở nên là gì ạ? hoàn thiện hơn. Và khi mình nhìn thấy được đích đến trên con đường của mình, cuối cùng con đường của mình, cái nơi mà mình cảm thấy bình an hạnh phúc, cái nơi mà mình cảm thấy đó là hạnh phúc viên mãn của mình là gì? Rồi trên cái hành trình đó chúng ta sẽ biết được là thông qua thiền số học chúng ta biết được là cái con đường chúng ta đi là chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề trở ngại, thách thức, khó khăn hay những thuận lợi gì để chúng ta đi đến cái đích mà chúng ta mong muốn đó thì chúng ta phải trải qua những khó khăn, thử thách trong gai như thế nào và tại sao mỗi ngày có ngày thì chúng ta vui, có ngày thì chúng ta buồn có lúc thì chúng ta cảm thấy chúng ta rất thuận lợi trong công việc làm ăn hay những kết nối những mối quan hệ nhưng có lúc chúng ta lại cảm thấy bế tắc thì lúc này lên khám phá ra qua cái môn thiền số học mình khám phá ra cái năng lượng của mình cái năng lượng bản thể khi mình được sinh ra cộng với lại năng lượng của vũ trụ nó tạo ra những cái kết quả giống như vậy và từ đó linh kết hợp với sinh Trắc băng tay để biết ra được là đi trên cái hành trình này để đến cái đích của mình thì mình sẽ dùng chiếc xe là chiếc xe gì à, mình là chiếc uh, xe máy mình là chiếc xe đạp hay là mình là chiếc thuyền hay là mình chiếc ô tô hay là chúng ta lại là những cái chiếc máy bay thì lúc này sinh tắc nó giúp cho linh biết ra được cái điều này và tận dụng hết cái khả năng ví dụ mình là một chiếc ô tô mình sẽ biết là mình tận dụng hết cái khả năng của chiếc ô tô để mình đi về đích nhanh nhất để mình hạnh phúc thịnh vượng bình an sớm nhất đúng không ạ các anh chị có mong muốn giống như linh là mình sẽ thành công sớm để mình có thể chăm lo cho con cái của mình đầy đủ để con cái mình sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc và chúng ta sẽ kịp thời để báo hiếu cho bố mẹ của chúng ta mà mỗi ngày bố, bố mẹ của chúng ta già đi không ạ anh chị em nào đồng ý cái điều này với linh thì có thể là comment xuống số 1 được không ạ à, chúng ta phải thành công rất nhanh đúng không ạ chúng ta phải thành công rất nhanh để chúng ta có thể báo hiếu bố mẹ của, của mình và chúng ta có thể là chăm sóc con cái của chúng ta để có đầy đủ để con cái chúng ta có thể thành công và hạnh phúc À, và đây là cái khóa uh, của chúng ta uh, khóa thứ năm của chúng ta uh, giữa uh, Beta lần và Stop à, uh, phối hợp với nhau tổ chức ra chương trình thấu hiểu bản thân chinh phục vận mệnh uh, và um, không để các anh chị chờ lâu nữa bởi vì tối ngày hôm nay các anh chị có mặt trong chương trình này uh, thì các anh chị sẽ rất là muốn nghe cái lời nói của cô, cô cô của mình đúng không ạ cô của mình là cái hành trình này tại sao cô lựa chọn thị số học tại sao cô lựa chọn hành trình này tại sao cô lựa chọn cái hành trình chia uh, đến với cộng đồng của chúng ta, đến với cộng đồng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ gặp cô Mỹ Linh đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp cô Mỹ Linh. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình đã sẵn sàng rồi? À, thì mình comment nét nét được không ạ? Mình sẵn sàng rồi thì mình hãy comment nét nét. Rồi ok. Và Linh rất là mong muốn thông qua chương trình Nếu anh chị nào lần đầu thì biết tới Best Talent và Stop Education Thì Linh rất là mong muốn qua chương trình tối ngày hôm nay Qua chương trình thấu hiểu bản thân chinh phục văn mệnh Các anh chị có thể đồng hành cùng với beta Talent Thấu hiểu về bản thân mình rồi Có cuộc sống hạnh phúc rồi Có thể đồng hành cùng với beta Talent và Stop Education Trên cái hành trình gieo hạt những giá trị hạnh phúc Để cùng với nhau tạo ra một cộng đồng hợp tập vui vẻ Thấm đẫm tình yêu thương Vui vẻ bình an và hạnh phúc được không ạ À, và sắp tới uh, Best Talent cùng với Stoducation sẽ thực hiện một cái hành trình uh, 108 đại sứ gieo hạt hạnh phúc trên khắp toàn quốc của chúng ta uh, trong năm 2023 và 2024 sắp tới. Uh, và cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ à. và chúng ta À, cho phép linh được à, gửi mít lại cho bà mc của chúng ta tràn đầy năng lượng của chúng ta đó là chính là mc thúy đúng không ạ và linh xin chúc tất cả các anh chị sẽ có khóa học vô cùng tuyệt vời à, xin chúc các anh chị sẽ thấu hiểu được bản thân của mình qua công cụ thiện khóa học để giúp các anh chị sẽ dạ... tìm ra được chính mình và giúp cho các anh chị có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ và bình an hơn mỗi ngày và đặc biệt thành công hơn trong cuộc sống ạ à. cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều ạ à. À, dạ vâng xin cảm ơn thầy Duy Linh rất là nhiều. Các anh chị ơi, chúng ta sẽ thật nhiều trái tim cũng như là những bông hoa và ô chat để gửi đến thầy Duy Linh những lời biết ơn sâu sắc ạ. À. Và các anh chị thân mến cho phép em được hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn mình sẽ sở hữu cái công cụ để có thể tìm ra được cái giải pháp thấu hiểu bản thân thì các anh chị có thể comment số 3 lên trên ô chat cho em không ạ? Vâng em thấy chị Hồng Vân và chị Thịnh Trang ạ. À và các anh chị ơi để mình có thể sở hữu được cái công cụ này thì xin mời ban tổ chức chúng ta hãy gửi cái đường link đăng ký à, lên trên ô chat là đường link chúng ta có thể nhận được cái quay số trúng thưởng nhận được những cái bài à, báo cáo thiện số học phun với mức giá là không đồng đi ạ à. chúng ta hãy cùng nhau gửi lên và các anh chị thân mến chúng ta hãy cùng nhau nhanh chóng điên vào cái ô chat cái đường link mà ban tổ chức đã gửi lên trên ô chat để chúng ta có thể tí nữa chúng ta sẽ quay số trúng thưởng Và các anh chị chỉ cần gửi năng lượng nên em tin chắc rằng phần thưởng sẽ về tay các anh chị ạ à. à, và không để các anh chị chờ lâu thì hôm nay em muốn giới thiệu đến các anh chị một trong những chuyên gia đào tạo chị cũng là chuyên gia giải mã uh, thiện số học và là chuyên gia chứng sẽ uh, đào tạo trong khóa học này của chúng ta đó là Cô Lê Thị Mỹ Linh à, chúng ta hãy cùng nhau chào đón à, Và lời đầu tiên cho phép Linh được gửi lời cảm ơn 93 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom à, Thật ra đây là khóa K05 mà Best Talent chính thức là uh, được uh, đưa lên trên cộng đồng của SE thực ra là Linh đã dạy khá là nhiều những cái khóa thiện số học rồi Nhưng mà cái cảm giác buổi tối ngày hôm nay á, các anh chị nó rất là uh, hồi hộp Nhưng mà nó không kém cái phần hạnh phúc À, xin mời các anh chị hãy cho Linh thật nhiều số 3 Để Linh gửi lời cảm ơn đến thầy Thái, anh Nguyễn Duy Linh Và đặc biệt là 96 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom à. À, Cho Linh hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị đã đã từng biết Linh rồi Thì có thể cho Linh xin số 1 được không ạ à? Cô chú anh chị nào chưa biết Linh, chưa từng nghe Linh chia sẻ Trong buổi Zoom nào thì có thể cho Linh xin số 0 được không ạ à? à, Các anh chị biết không, cách đây khoảng 5 năm chưa bao giờ linh nghĩ rằng có một lúc mình sẽ đi làm một cái công việc như hiện tại đó là làm một cái công việc về đào tạo tư vấn và chia sẻ à, cách đây 12 năm thì linh chọn một cái con đường đó là linh chọn đi vào trường đại học ngân hàng và linh đã có 12 năm làm việc ở ngân hàng techcombank à, và cách đây 5 năm thì mình đứng trước một cái rất nhiều những cái sự kiện đến với linh trong cái năm 2019 2018 và 2019 và thời điểm đó mình cũng đấu tranh tư tưởng rất là nhiều để quyết định xem là bây giờ mình sẽ chọn lựa là uh, tiếp tục làm ngân hàng hay là nghỉ để chuyển sang một công việc khác. Và một cái điều như tại thời điểm hiện tại Linh nghĩ về cái sự kiện ở năm 2018-2019 thì Linh cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì lúc đó mình đã ra được một cái quyết định cực kỳ chính xác và tốt đẹp cho hiện tại của mình. Và hiện tại ngồi đây thì Linh đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước và với cái những cái giá trị mà linh cũng như anh duy linh nhận được từ công cụ sinh trắc vân tay từ công cụ thiện số học cho nên là uh, linh và anh duy linh mới quyết định đó là chia sẻ lan tỏa đến cho cộng đồng mình một cái chương trình có tên là thấu hiểu bản thân chinh phục vận mệnh uh, các cô chú anh chị cho linh hỏi rằng là các cô chú anh chị có tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi và làm chủ được vận mệnh của mình không ạ à? Nếu như mà mình tin rằng những điều đó hoàn toàn nằm trong tay mình Thì các cô chú anh chị có thể comment cho Linh xin số 9 được không ạ à? À, Trước đây Linh không tin điều đó nha các anh chị Trước đây Linh nghĩ rằng tất cả mọi cái nó đều là số phận Mình sinh ra trong gia đình này thì bởi vì cái số phận của mình đã là như vậy À, mình phải làm cái công việc này bởi vì số phận của mình là như vậy và mình nghĩ rằng là mình sẽ không thể nào giỏi được như những người khác và mình nghĩ rằng là mình không thể nào thành công như những người khác nhưng cho đến khi mà linh biết về công cụ thiện số học rồi thì linh nhận thấy một điều rất rõ ràng cuộc đời của mỗi người chúng ta thật ra nó đều có những cái đích đến sẵn cho chúng ta biết. Nếu như chúng ta khám phá ra được điều này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ tất cả mọi công việc, tất cả mọi mối quan hệ xung quanh bản thân mình. Ở đây cho linh hỏi là có bao nhiêu anh chị đã là học viên của khóa học thấu hiểu bản thân chinh phục vận mệnh rồi thì comment số 1 được không ạ? Bao nhiêu anh chị đang là khách mời và mình chưa mình chưa tham gia khóa học của Best Talent về thiện số học thì mình comment số 0 ạ. Wow, rất là nhiều anh chị đã là học viên của khóa thiện số học rồi đúng không ạ à? ừ. các anh chị có uh, các anh chị cho linh hỏi rằng là theo các anh chị khi mà một đứa trẻ mới ra đời á, thì cái điều gì mà đứa trẻ đó không tự quyết định được cho bản thân mình à? một đứa trẻ khi sinh ra đời có hai điều mà không tự quyết định được cho bản thân mình đó là gì ạ à? <laughs> chị phương lê kêu là cha mẹ <laughs> dạ đúng rồi cha mẹ Tuy nhiên cái điều Linh muốn nói ở đây có nghĩa là có hai điều mà một đứa trẻ không thể tự quyết định lựa chọn cho bản thân nó được. Đó là gì ạ? À? Là họ tên và ngày sinh. Đúng không các anh chị? Và các anh chị có thấy rằng là họ tên và ngày sinh là hai cái thông tin nó sẽ làm sao ạ? À? Đi theo suốt chúng ta trong suốt cuộc đời này. Và các anh chị nghĩ rằng là khi mà bố mẹ mình đặt cho mình cái tên đó thì có kèm theo những cái uh, nguyện vọng, có kèm theo những cái kỳ vọng hoặc là có một cái điều gì gửi gắm không ạ? À? Bao nhiêu các anh chị đã có con rồi ạ? À? Bao nhiêu các anh chị đã có con rồi, anh chị comment cho link số 3 đi ạ. À. Và khi mà anh chị quyết định đặt tên cho con thì anh chị uh, đã chọn tên của con theo những cái tiêu chí gì ạ? À? à cảm ơn chị uh, chị Phương Lê, đó là mình mong muốn sẽ chọn lựa cho con một cái gì ạ? À? một cái tên làm sao để cho con có thể mong muốn cho con sẽ có được bình an và vui vẻ. Chính bởi vì vậy cho nên là mình sẽ chọn một cái tên nào đó để có thể giúp cho con với những cái kỳ vọng, để giúp cho con có thể có được một cuộc sống hết sức là hạnh phúc, thành công và bình an. À, con lớn lên tự đổi tên mình được. À, thực tế bây giờ theo các anh chị mình đi ra bên ngoài, mình hoàn toàn có thể đổi tên được đúng không ạ? À? Tuy nhiên là trên giấy tờ mà để mình có thể đổi được một cái tên như vậy thì nó sẽ không phải là một điều dễ dàng đó Vậy cho nên anh chị sẽ thấy nè có hai điều mà chúng ta không tự quyết định được cho cuộc đời của mình đó là họ tên và ngày sinh nhưng làm sao ạ à? nhưng hai cái thông tin này thì lại đi theo suốt mình trong suốt cuộc đời đúng không các anh chị anh chị có đồng ý với Linh rằng là cái tên và cái ngày sinh này sẽ đi thuốc theo thuốc chúng ta trong suốt cuộc đời đúng không ạ à? Mình đi ra ngoài mình giao dịch mình làm ăn mình mua bán mình có một cái hợp đồng nào ký kết chúng ta cũng đều phải sử dụng họ tên và cái ngày tháng năm sinh này rồi làm sao nữa? Chúng ta mua nhà, chúng ta mua xe, tất cả mọi thông tin chúng ta đều dùng họ tên và ngày tháng năm sinh. Rồi, Linh xin phép Linh được hỏi một cái câu này nó hơi hơi tế nhị một xíu. Khi một người mất đi thì cũng được ghi cái gì trên bia mộ à? Cũng ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của mình đúng không các anh chị? Và bởi vì vậy, có bao giờ các anh chị tự hỏi một điều rằng là thông điệp của họ tên và ngày sinh nó có những cái thông điệp gì dành cho bản thân mình hay không? Có, có bao giờ anh chị nào đã từng đặt câu hỏi đó cho bản thân mình rồi thì anh chị uh, comment cho linh chữ tôi có bao giờ anh chị suy nghĩ như vậy không lúc nhỏ linh hay đi theo linh hỏi mẹ là mẹ tại sao mẹ đặt cho con cái tên như vậy à, và ngày xưa thì mẹ linh nói rằng vậy nào, tại vì hồi xưa đi học á, là trong lớp có một cái bạn nữ cũng tên là mỹ linh và nhà bạn đó rất là giàu cũng như là bạn đó rất đẹp và học giỏi bởi vì vậy cho nên là mẹ mới đặt cho linh một cái tên là giống như tên của người bạn học của mẹ tuy nhiên một điều rằng đó là linh nói với mẹ tại sao mẹ đặt cho con một cái tên đó mà con lại không được giống như vậy con làm việc con cũng không thành công mà thậm chí là linh trải qua rất nhiều những cái biến cố về tài chính à, linh trải qua rất nhiều những cái biến cố về tài chính và các anh chị biết không vào năm 2014 là hai vợ chồng sau khi bán nhà vẫn còn nợ lại hơn một tỷ và cái thời điểm đó có thể được gọi là một cái giai đoạn cực kỳ gọi là khủng khiếp của Linh và gia đình. Thậm chí có đôi lúc là hai vợ chồng đi làm mà còn chia nhau 50.000 và không biết ngày mai là sẽ xài số tiền như thế nào, trong khi là cả hai đứa đều làm ở lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và thu nhập của Linh thời điểm đó một tháng là lương không cũng đã được hơn mười mấy triệu vào năm 2012, 13, 14. Thì đến khi mà Linh biết về công cụ thiện số học, Linh phân tích biểu đồ họ tên và ngày sinh của Linh ra, Linh mới biết được là tại sao giai đoạn đó mình gặp phải biến cố đó. Và nếu như mà Linh biết được cái bản đồ của mình về phân tích họ tên và ngày tháng năm sinh, thì có thể tại thời điểm đó Linh đã không đi vào một cái biến cố như vậy có thể là mình sẽ tránh được có thể là mình sẽ giảm thiểu được cái điều đó à, và hoàn toàn những cái công cụ này ngày hôm nay linh sẽ chia sẻ cho các anh chị à, và các anh chị đã sẵn sàng chưa thì mình hãy comment chữ ss đi ạ <laughs> và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là công cụ thiện số học là gì và chúng ta liệu rằng chúng ta có nên uh, tin vào cái công cụ thiện số học này hay không thì câu trả lời của linh dành cho các anh chị là có tin hay không thì chúng ta hãy trải nghiệm chỉ có trải nghiệm thì chúng ta mới biết được rằng là cái này có đáng để chúng ta ứng dụng có đáng để chúng ta tìm hiểu và có giá trị với cuộc sống và cuộc đời của mình hay không đúng không ạ? À? và các anh chị hãy cho phép mình một lần chứng nghiệm và trải nghiệm à, công cụ thiện số học được một người rất là nổi tiếng à, và tất cả những cái công trình nghiên cứu của ông hiện tại thì con người chúng ta vẫn còn đang sử dụng trong hơn 2.500 năm qua Công cụ thiện số học được xuất phát từ công cụ thần số học do nhà toán học triết học người Hy Lạp cổ đại có tên là Pythagore ông đã nghiên cứu và ông chứng minh ra và ông Pythagore đã có một cái câu nói ông nói rằng điều gì ạ con người chúng ta hãy khám phá bản thân mình hãy khám phá và thấu hiểu bản thân mình trước khi khám phá và thấu hiểu thế giới xung quanh à, vậy thì cho Linh hỏi các anh chị rằng là có bao giờ chúng ta đi học một cái khóa học hoặc là một cái công cụ nào để khám phá về bản thân mình để thấu hiểu về bản thân mình không ạ à? hầu như là không đúng không các anh chị thông thường là khi nào chúng ta gặp vấn đề khi nào chúng ta gặp biến cố khi nào mối quan hệ của chúng ta nó có sự mâu thuẫn có sự tranh cãi khi nào mà chúng ta cảm thấy mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái có vấn đề thì khi đó chúng ta mới bắt đầu đi học cái cách để chúng ta giải quyết cái điều đó khi chúng ta làm thất bại rồi thì chúng ta mới đi học cái cách để khởi nghiệp thông thường chúng ta sẽ thường không đi học cái này đúng không anh chị hồi trước tới giờ để mà làm sao học làm cha mẹ nó là một cái khóa học được gọi là mới bắt đầu ở những cái giai đoạn vài năm trở lại đây thôi còn ngày trước tới giờ ai cũng nghĩ rằng những cái này được gọi là bản năng và chúng ta không cần học nhưng rõ ràng anh chị biết khi anh chị tìm hiểu về cái lịch sử chiều dài của công cụ thần số học thì anh chị sẽ thấy rằng là Ông Pythagore đã mở ra một cái trường và ở cái nơi đó trước khi dạy cho họ những cái kiến thức những cái kỹ năng thì ông cho họ học những cái công cụ về thấu hiểu và khám phá ra về bản thân mình trước khi cho học họ học những cái kỹ năng. Và cái khóa học này của ông là ông tổ chức hoàn toàn miễn phí. Và cái công cụ để chúng ta có thể khám phá và thấu hiểu bản thân mình đó là dựa vào rung động năng lượng của những con số. À, anh chị thấy tại thời điểm hiện tại bây giờ có phải là có rất nhiều những cái những cái những những cái, những cái những cái gọi là thay đổi và một trong những cái thay đổi nhiều nhất đó là thay đổi về chuyển đổi về khoa học số đúng không các anh chị. Tất cả mọi cái bây giờ chúng ta đều đưa đi chúng ta đều đưa vào những cái công nghệ về số. Ví dụ như là cái điều gì ạ? À? Ví dụ như là chúng ta sẽ um, tiền các anh chị cũng đưa lên là tiền số tất cả mọi cái chúng ta đều sẽ theo dõi hết tất cả vào những cái về công nghệ và lúc đó ông Pythagoras đã đặt ra một cái câu hỏi rằng đó là um, cuộc sống của con người chúng ta tất cả mọi cái đều xoay quanh qua năng lượng của những con số các anh chị có thể uh, chia sẻ dùm lên thử đó là một con số mà nó lớn nhất có một chữ số thì theo các anh chị là số mấy ạ à? à, cảm ơn chị hồng vân là số 9 <laughs> số lớn nhất có hai chữ số là số mấy ạ à? <laughs> số lớn nhất có có ba chữ số là số mấy ạ à? vậy có phải số lớn nhất có bấy nhiêu chữ số thì nó sẽ bao gồm bấy nhiêu con số chính đúng không các anh chị và khi mà bây giờ mỗi khi mà anh chị nhận được tin nhắn mà có thông báo mà số dư trong tài khoản của các anh chị tăng lên anh chị có cảm thấy vui và hạnh phúc không có không ạ à? vậy thì có phải rằng là cái sự hạnh phúc cũng như cái sự thành công của chúng ta nó cũng được quy định qua những con số À, một người có nhiều tiền thì mới là người thành công người có nhiều hạnh phúc mới là người thành công đúng không và khi các anh chị đọc về cái quyển sách về trường năng lượng á, thì anh chị sẽ thấy là những cái trường năng lượng nó mang tầng sống rung động cao đó là những cái trường năng lượng về hạnh phúc và bình an đó vậy cho nên đó là sao ạ chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời con người của mỗi người chúng ta sẽ đều xoay quanh qua những con số khi một người được sinh ra đầu tiên đó là sẽ có ngày tháng năm sinh À, và hiện tại bây giờ linh còn thấy một điều nữa đó là uh, các cô y tá sau khi mà đỡ sinh ra xong sẽ lấy một cái bút lông viết ở lên tay của đứa trẻ là đứa trẻ này sinh ra vào lúc mấy giờ vào lúc mấy giờ mấy phút cân nặng bao nhiêu ký và sau khi uh, đầy tháng thì bố mẹ lại đặt cho con một cái tên và kể từ đó trở đi là chúng ta sẽ làm như thế nào mỗi một năm chúng ta sẽ kỷ niệm ngày sinh nhật khi mà con còn nhỏ thì chúng ta sẽ kỷ niệm là con được bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày tất cả mọi cái các anh chị thấy đều xoay quanh qua những con số đúng không ạ à? và ông pitago đã nghiên cứu và ông thấy rằng mỗi một con số nó sẽ có những cái tầng sống rung động năng lượng khác nhau và khi những cái tầng sống rung động năng lượng này nó thông qua tên và ngày sinh của người đó nó sẽ có sự liên kết và nó tác động lên chính cái người đó chính bởi vì cái sự rung động năng lượng liên kết này nó sẽ hình thành nên những cái đặc điểm về tâm lý của mỗi một người sẽ khác nhau Và chúng ta có những cái ngày tháng năm sinh khác nhau Cho nên cuộc đời của chúng ta Cũng sẽ có những cái chặng đường phát triển khác nhau à, Tuy nhiên ở đây Trong chương trình thấu hiểu bản thân chinh phục vận mệnh Thì Best Talent sẽ không chỉ dựa vào Công cụ thiện số học để chia sẻ Cho các anh chị biết về những cái bí ẩn Ở bên trong họ tên ngày tháng năm sinh của anh chị Mà sẽ được kết hợp Với một quy luật của vũ trụ Đó là luật nhân quả Và thông qua luật nhân quả sẽ giúp cho anh chị làm sao có thể giữ được những cái sự thành công của mình một cách nó viên mãn? Anh chị có thấy ở ngoài cuộc đời của mình à? Anh chị có quen biết hoặc là anh chị có nghe thấy hoặc anh chị có biết một người nào mà họ đã từng có những cái giai đoạn rất là thành công tuy nhiên sau đó thì lại thất bại hay còn gọi là gì ạ? À? Phá sản. Anh chị có biết hoặc có thấy một ai đó như vậy không ạ? À? Nếu mình đã từng quen biết hoặc mình có thấy một ai đó thì hãy comment cho Linh Sinh số 1 đi ạ. À. Đúng không các anh chị? Để có được sự thành công thì rất không phải là khó. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, chỉ cần chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ rất dễ thành công. Nhưng cái điều quan trọng đó là làm sao ạ? À? Làm sao để chúng ta có thể giữ được cái sự thành công một cách bền vững? Thì khi đó chúng ta sẽ cần phải biết đến những cái quy luật của vũ trụ. Một trong những cái quy luật chi phối đến cuộc đời của mỗi người chúng ta đó chính là quy luật nhân quả. Thì trong chương trình thấu hiểu bản thân, chinh phục vận mệnh, Best Talent sẽ sử dụng công cụ thiện số học, công cụ thần số học kết hợp với quy luật nhân quả để có thể giải mã được cho anh chị biết là tại sao có một số anh chị lại không có được sự thuận lợi, lại không có sự có được sự may mắn như những người khác sẽ lý giải cho anh chị biết những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái trở ngại đến với cuộc đời của mình nó đến từ những cái yếu tố nào. À, và bây giờ linh sẽ share cho các anh chị một cái bức tranh tổng quát để chúng ta có thể nhìn thấy được thông qua họ tên và ngày tháng năm sinh sẽ cho chúng ta biết được những cái điều gì rồi à, cảm ơn các anh chị rồi thì ở đây anh chị sẽ thấy nè à, qua công cụ thần số học công cụ thiện số học sẽ cho chúng ta nhìn thấy được một cái bức tranh về cuộc đời của mình À, và giống như anh duy linh đã chia sẻ với các anh chị thì mỗi một người khi sinh ra trong cuộc đời họ đều có một cái sứ mệnh và họ đều có một cái uh, đích đến trong cuộc đời của họ thì thông qua Thông qua cái thông tin đó là ngày tháng năm sinh sẽ cho chúng ta biết được là cái đích đến trong cuộc đời của chúng ta là như thế nào nè. Mỗi một người khi sinh ra đời họ sẽ có một cái sứ mệnh, họ có một cái mục đích và họ có một cái mục tiêu khi đến với cuộc đời này của họ sẽ được thể hiện thông qua chỉ số có tên đó là số chủ đạo. Con số này sẽ cho chúng ta biết được là cái hướng chúng ta cần đi trong cuộc đời này của chúng ta cái đích đến của mình là ở đâu các anh chị hãy cho linh hỏi nếu như một người mà không biết cái đích đến của mình là ở đâu thì theo các anh chị điều gì sẽ xảy ra đối với họ ví dụ như bây giờ cho các anh chị rất nhiều những cái mũi tên và cho các anh chị một cây cung nhưng không cho anh chị biết cái đích nó nằm ở đâu thì theo các anh chị chúng ta có thể nào chúng ta bắn cái mũi tên đó trúng được đích không ạ à? nếu như không cho anh chị nhìn thấy cái điều đó thì chúng ta sẽ làm sao ạ à? chúng ta sẽ không biết được là cái đích đến của chúng ta nằm ở đâu để mà chúng ta có thể bắn cái mũi tên về đúng với cái phương hướng đó cũng giống như cái việc đó là bây giờ các anh chị leo lên một chiếc taxi nhưng anh chị không nói được cho cái bác tài xế rằng anh chị cần đi đến đâu thì theo các anh chị bác tài xế đó có thể đưa anh chị đến được cái nơi mà anh chị cần đến không ạ à? vậy thì điều gì sẽ xảy ra chúng ta sẽ làm sao ạ à? thường xuyên lạc phương hướng Vậy thì cho Linh hỏi có anh chị nào đã từng rơi vào cái trường hợp đã hoặc là đang rơi vào cái trường hợp đó là trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình mình không biết được rằng mình cần làm gì, mình nên làm gì và đôi lúc mình cảm thấy rằng cái công việc hiện tại của mình nó làm cho mình cảm thấy bị chán nản. Nó làm cho mình cảm thấy không có động lực nhưng mình không biết là bây giờ là mình sẽ cần phải làm gì. Thì có anh chị nào đã hoặc là đang ở trong cái trạng thái đó thì mình có thể comment số 1 được không ạ? À? Có anh chị nào đang ở cái trạng thái đó không ạ? À? À, cảm ơn Kim Thoa, cảm ơn chị Nguyễn Tây, chị Vũ. Ngoại. Đó là vì sao? Bởi vì anh chị không biết được cái đích đến của anh chị trong cuộc đời này là gì. Và cách đây 5 năm Linh đã từng như vậy. Cách đây 5 năm Linh đã từng không biết được rằng là cuối cùng bây giờ mình cần phải làm gì ta? Không lẽ bây giờ cứ mỗi một ngày 7 giờ sáng mình tới ngân hàng mình làm việc. Sau đó mình cứ trải qua 8 tiếng ở ngân hàng. Sau đó mình về nhà rồi mình... Ở nấu cơm, mình cho các con ăn sau đó mình rửa chén mình đi ngủ rồi ngày mai mình lại tiếp tục một cái công việc của mình như vậy. Mình không cảm thấy rằng là mình là một người có một cái giá trị gì và mình cũng không hiểu cuối cùng là mình kiếm tiền để làm gì. Và đôi khi các anh chị biết là có những cái mục tiêu linh đặt ra nhưng sau đó linh không có quyết tâm làm với nó và linh hoàn toàn làm sao? Bỏ dở giữa chừng cho dù có những lúc mình đầu tư rất là nhiều tiền đó và con số chủ đạo đường đời này nếu như các anh chị được biết thì nó sẽ cho anh chị biết được đó là trong cuộc đời này à, cái đích đến của anh chị cần đến đó là đi theo năng lượng con số nào rồi và cái con số chủ đạo đường đời này sẽ cho anh chị biết được những khó khăn trở ngại thử thách trong cuộc đời này chúng ta cần phải trải qua là gì và cũng đồng thời hé lộ cho chúng ta biết được những cái thành tựu mà chúng ta có thể có được trong cuộc đời này. Và kể từ khi Linh phát hiện ra được mình có con số chủ đạo đường đời là số 8 và mình có thêm một cái ngày tháng năm sinh thật nữa, số ngày sinh của Linh ngày 1 tháng 1 1986 cộng lại sẽ ra số chủ đạo đường đời số 8 này là một con số là bố mẹ đặt cho Linh trên giấy tờ thôi. Còn Linh có một ngày sinh thật đó là ngày 30 tháng 12 1985. Thì lúc trước anh chị biết là bây giờ nè, một người mà có hai ngày sinh có anh chị nào có hai ngày sinh không hãy comment cho Linh số 2 đi ạ. À. Có anh chị nào có cái trường hợp giống như Linh đó là khi sinh ra thì có một ngày sinh khác. Sau đó bố mẹ lại uh, chọn cho mình một cái ngày sinh khác. Ví dụ như bố mẹ Linh thì nói rằng là ngày 30 tháng 12 nếu mà bây giờ cho đi học á thì sẽ Thua thiệt hơn so với bạn bè nhỏ hơn bạn bè sau so một tuổi vậy thì như vậy là sẽ không có bằng bạn bè đâu cho nên là đi ra làm một cái ngày tháng năm sinh khác ừ. vậy thì những anh chị có hai ngày sinh hiện tại anh chị đã từng anh chị có đang hoặc là đã từng giống như linh cách đây năm năm đó làm sao ạ à? luôn luôn đứng giữa hai sự lựa chọn luôn luôn đứng giữa hai sự lựa chọn làm sao mình không biết đi bên trái hay đi bên phải nếu như anh chị có hai ngày tháng năm sinh mà anh chị không hiểu được từng ngày tháng năm sinh nó có ý nghĩa như thế nào với mình thì anh chị sẽ thấy rằng anh chị thường, thường xuyên sẽ bị mất phương hướng. Bởi vì các anh chị nghĩ thử xem lúc thì anh chị nhắm ở bên phía bên trái lúc thì anh chị nhắm ở bên phía bên phải thì theo các anh chị anh chị có bắn cái mũi tên được về đúng đích được không ạ? À? đó Và Linh trước đây thường xuyên như vậy cho đến khi Linh biết được công cụ thiện số học thì khi đó Linh mới biết được rằng là a à, ngày sinh thật của mình ra được con số chủ đạo là số 11 ngày sinh trên giấy tờ của mình ra được con số chủ đạo là con số 8 và khi đó linh kết hợp được hai con số này lại với nhau thì tại thời điểm hiện tại về công việc cũng như về tài chính cũng như mối quan hệ của linh đã có một sự thay đổi khác trước đây rất là nhiều lần À, và thậm chí là hôm rồi khi Linh biết được rằng là à, sắp tới mình bước vào một cái chu kỳ kim tự tháp của mình là con số 9 Vậy thì mình cần phải cho đi nhiều hơn, mình cần phải lan tỏa nhiều giá trị hơn Và thế là Linh và anh Duy Linh quyết định đó là mở ra một cái khóa học đó là 30 ngày chuyển hóa năng lượng Và anh chị biết không, trong cái 30 ngày chuyển hóa năng lượng mới được đến cái hành trình khoảng ngày thứ 10 Là Linh đã có một cái tin vui về cái công việc làm riêng của mình Đó là Linh đã có được một cái khoản thu nhập nó gấp 1,5 lần so với sự mong đợi của mình và anh chị biết rằng là khi mà chúng ta hiểu về những con số như thế này nè thì anh chị sẽ thấy rằng tất cả những cái quyết định mà cần những cái sự lựa chọn mà đến với các anh chị anh chị sẽ ra quyết định một cách cực kỳ dễ dàng và nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái sự hối tiếc cũng như là làm sao ạ à? hối hận sau này và nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những cái giá trị và ở đây anh chị sẽ thấy nè cuộc đời của chúng ta giống như là một cái hành trình của một đoàn tàu Giống như anh Duy Linh nói làm sao chúng ta có đích đến ở đây rồi Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi như thế nào để đi được về đến đích à, theo các anh chị nè để chúng ta đi được từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội có bao nhiêu phương tiện ạ à? <laughs> theo các anh chị để chúng ta đi được từ đây ra Hà Nội thì chúng ta có bao nhiêu cách để có thể ra được Hà Nội anh chị hãy comment cho Linh sự lựa chọn của anh chị đi ạ à. Nếu là anh chị thì anh chị sẽ chọn cái cách nào để anh chị đi ra Hà Nội ạ à? có nhiều cách à, em cảm ơn chị hồng vân và chị thùy trang chúng ta có rất nhiều cách để đi từ hồ chí minh ra hà nội ví dụ như là đi ví dụ như là chúng ta đi gì à đi máy bay chúng ta đi ô tô đi xe đạp được không các anh chị Chúng ta đi xe đạp được không ạ? À? <laughs> đi xe đạp cũng được. Đi ô tô không được thì chúng ta đi xe đạp. Đi xe lửa hoặc là thậm chí là đi bộ cũng được. Đúng không anh chị? Vậy thì cái điều quan trọng nhất nè. Anh chị đã biết cái đích đến rồi. Vậy thì anh chị cần phải biết thêm một điều nữa. Đó là cái hành trang của chúng ta là gì? Hành trang của chúng ta nghĩa là sao ạ? À? Là bản thân anh chị á cái nguồn năng lượng bên trong của anh chị bẩm sinh khi sinh ra đó bố mẹ đặt cho anh chị cái tên đó nó sẽ cho anh chị biết được rằng anh chị là tàu lửa hay anh chị là xe ô tô hay là anh chị là xe đạp hay anh chị là máy bay anh chị có thấy rằng có rất nhiều người họ sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với mình nhưng làm sao ạ à? có những người họ thành công hơn mình đúng không anh chị hoặc là có những người họ không có bằng mình vậy thì cái điều gì khác biệt ạ à? ngoài cái việc chúng ta nói đến đó là về cái thái độ về cái tư duy ra thì chúng ta cũng còn có một cái yếu tố nữa đó là sao? họ biết được bản thân họ là ai họ có điểm mạnh gì có nghĩa rằng họ biết rất rõ rằng cái hành trang và cái phương tiện của họ là gì cho nên họ đã sử dụng được những cái năng lực những cái điểm mạnh của họ họ đã khắc phục họ đã kiểm soát được những cái điểm yếu của họ chính bởi vì vậy cho nên họ đi đến với cái đích đến cuộc đời của họ nhanh hơn và anh chị biết được rằng là con người của chúng ta đến với cuộc sống này bản chất đó là trải qua những cái bài học về vật chất trải qua những cái bài học về tinh thần thì anh chị có đồng ý với linh rằng những người mà họ có sự thành công về vật chất về tài chính có nghĩa rằng họ vẫn là có sự thành công hơn so với chúng ta đúng không các anh chị và cái cách họ thành công bởi vì sao họ đã sử dụng được đúng cái hành trang của họ và họ biết được đúng cái đích đến trong cuộc đời của họ là gì chính bởi vì vậy cho nên đã giúp họ được thành công hơn thì ở đây anh chị sẽ thấy là trên cái đoàn tàu này nó có rất nhiều toa tàu đúng không ạ à? và theo các anh chị toa tàu nào sẽ quyết định cho cái đoàn tàu này đi về đúng với đích ạ à? theo các anh chị ạ à? Ở đây chúng ta có một toa nè, hai toa, chúng ta có một toa nè, hai toa nè, ba toa nè, bốn toa, năm toa và cái đầu tàu. Theo các anh chị, cái toa tàu nào trên đoàn tàu sẽ quyết định xem cái đoàn tàu này về, đi về được đúng đích ạ? Theo các anh chị là toa tàu nào ạ? À, cảm ơn anh Viết Xuân là cái đầu tàu. Vậy anh chị có biết cái đầu tàu của mình là gì chưa? anh chị đã biết cái đầu tàu của mình mang năng lượng con số gì chưa? Và Linh đã khám phá ra được đầu tàu của Linh đó là mang con số chỉ số phát triển của Linh là con số 7. Và kể từ khi Linh khám phá được cái điều này, anh chị biết là Linh làm bất cứ một cái công việc gì, nó cũng đều rất là dễ dàng và thuận lợi hơn so với trước đây. Linh sẽ không so sánh bản thân mình với người khác nha. Chúng ta sẽ không so sánh bản thân mình với người khác. Chúng ta chỉ so sánh bản thân mình ngày hôm nay so với trước đây là gì? Và kể từ khi Linh phát triển ra được là à cái hành trang của mình đó là những con số này và trong đó cái điểm lưu ý của mình đó là cái đầu tàu của mình nè cái chỉ số phát triển của mình là mang năng lượng con số 7 Vậy thì bất kỳ một lúc nào Khi Linh làm một cái công việc nào đó mới Hoặc là khi Linh gặp bất kỳ Một cái vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống của mình Có thể đó là khó khăn trong mối quan hệ Có thể là khó khăn trong công việc Hoặc là như hiện tại Best Talent Có rất nhiều những cái chương trình Cũng như có rất nhiều những cái dự án cần làm Thì với bản thân Linh Linh cần phải phát triển cái năng lượng con số nào Thì Linh phát hiện ra là à, chỉ số phát triển của mình là số 7 Vậy thì mình bây giờ Mình hãy tập trung vào chuyên môn mình mình hãy học thật là sâu mình hãy tìm hiểu thật là kỹ sau đó mình hãy chia sẻ lại cho mọi người cái điều mà mình đã khám phá cái điều mình đã nghiên cứu ra thì lúc đó công việc của linh cực kỳ phát triển và ở đây những người nào mà đã từng quen biết linh thì các anh chị sẽ cảm nhận cái điều đó rất là rõ chỉ số phát triển cái đầu tàu này chiếm một cái vai trò cực kỳ quan trọng nếu như tại thời điểm hiện tại các anh chị đang cảm thấy rằng công việc của mình không phát triển được giống như mình mong muốn mục tiêu của các anh chị đặt ra nhưng hiện tại anh chị không đạt được những cái điều đó hoặc là anh chị cảm thấy trong cuộc sống này cái công việc đó nó đang làm cho mình cảm thấy mình không có hạnh phúc mình không thích mình không có động lực thì chắc chắn rằng cái chỉ số phát triển của anh chị anh chị đang có thể đang không đi đúng với năng lượng của con số chỉ số phát triển này. Và nếu như cái đoàn tàu của các anh chị này thay vì nó phải đi thẳng để nó đi đến với cái đích của nó. Mà bởi vì anh chị không biết chỉ số phát triển của mình là bao nhiêu cho nên vô tình tới cái đoạn đường này thì cái đoàn tàu của các anh chị nó rẽ qua bên trái hoặc nó rẽ qua bên phải hoặc thậm chí là nó quay đầu ngược lại thì theo các anh chị điều gì sẽ xảy ra? có phải là anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ càng đi càng xa với cái nơi đích đến của mình đúng không ạ và khi đi lạc thì điều gì sẽ xảy ra <laughs> theo các anh chị nếu như một người đi lạc thì điều gì sẽ xảy ra là cuộc sống của họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề và cụ thể ở đây là nếu như anh chị thấy mối quan hệ của anh chị có vấn đề mối quan hệ của anh chị với vợ với chồng của mình mối quan hệ của anh chị với đồng nghiệp của mình mối quan hệ của anh chị với con cái của mình hiện tại bố mẹ đang không có thể nào nói chuyện được với các con hiện tại anh chị không thể nói chuyện được với người bạn đời của mình thậm chí có một số anh chị là khách hàng của linh không thể nói chuyện được với chính bản thân mình luôn thì chứng tỏ một điều rằng anh chị đã đi ngược cái năng lượng con số của mình à, và cuộc đời này anh chị sẽ thấy rằng có rất nhiều những cái quy luật nó giống nhau ví dụ như bây giờ này, khi mà chúng ta đi tham gia giao thông thì anh chị sẽ thấy rằng ở ở giữa hai cái làng đường á nó sẽ có một cái vạch kẻ đường thì theo các anh chị vạch kẻ đường này á, vạch kẻ đường màu vàng á, khi lên đi học về luật giao thông thì lên biết được rằng đó là vạch kẻ đường màu vàng. Thì theo các anh chị vạch kẻ đường màu vàng nó cho chúng ta biết cái điều gì ạ? À? Có phải vạch kẻ đường màu vàng sẽ cho chúng ta biết được đây là cái lằn ranh phân biệt giữa hai làn đường ngược chiều nhau. Vậy thì nếu như một người mà họ đi ngược cái năng lượng của họ, ngược năng lượng của họ nghĩa là sao ạ? À? Thay vì họ phải đi cái lề bên phải thì họ lại đi cái lề bên trái thì theo các anh chị một người mà họ đi ngược chiều thì điều gì sẽ xảy ra à, ví dụ như ngày mai mình à, mình thức dậy mình đi làm nè mình lái xe ra khỏi nhà và nếu như mà mình không đi lề bên phải mà mình cứ đi lề bên trái thì theo các anh chị điều gì sẽ xảy ra các anh chị hãy cùng comment tương tác với linh đi ạ à. cảm ơn anh ánh trung vi phạm luật giao thông vi phạm luật giao thông rồi em cảm ơn họ nói rằng nhiều người vi phạm luật giao thông và khi vi phạm luật giao thông thì nhẹ thì, thì sao ạ à? nhẹ thì chú cảnh sát giao thông chỉ có tiếp còi một cái vào làm sao ạ à? đóng phạt thôi đúng không ạ à? nhẹ thì chúng ta sẽ phải đóng phạt mà đóng phạt thì sao ạ à? đóng phạt thì mất tiền đứng lại giải quyết vấn đề với chú cảnh sát giao thông mất thời gian có thể đi làm trễ đến nơi đi làm trễ thì có thể làm sao ạ à? bị xếp la, bị trừ điểm, bị trừ KPI, nói chung là có rất nhiều những cái sự kiện nó lại nối tiếp theo sau cái việc đó là chúng ta đi ngược chiều. Rồi, và cảm ơn, cảm ơn anh Ánh Trung, anh Viết Xuân và chị Thùy Trang làm sao. Nếu như đi ngược chiều nhẹ thì bị chú công an phạt, nhưng nặng hơn có thể gây ra tai nạn. Mà khi gây ra tai nạn thì theo các anh chị, ngoài bản thân mình bị cái việc đó thì còn ai bị nữa không ạ à? Còn những người xung quanh nữa còn những người xung quanh họ cũng bị cái điều đó của chúng ta vậy thì anh chị hãy ngẫm thử xem nếu như hiện tại cuộc sống của anh chị bên cạnh anh chị vợ chồng con cái đồng nghiệp khách hàng đối tác của mình nếu như có một cái việc mà anh chị cảm thấy rằng đó là mình đang có những cái trạng thái cảm xúc trong công việc trong mối quan hệ của mình không tốt thì anh chị phải cần biết được rằng là sao ạ à? anh chị cần phải tìm hiểu để biết được rằng cái làng đường của anh chị cần đi là làng nào để anh chị không đi ngược chiều. Bởi vì mình biết rõ một điều rằng là đi ngược chiều thì nó sẽ làm sao ạ? À? Nó sẽ có những cái điều nó làm sao? gây tổn hại và có những cái hậu quả và đôi khi nó không chỉ trả giá bằng tiền. Nó có thể trả giá bằng những cái sức khỏe. Đúng không ạ? Ví dụ như cái cái việc anh chị nói đó đi ngược chiều nếu mà vi va chạm rồi có tai nạn xảy ra thì ngoài cái việc là bản thân mình bị ảnh hưởng còn có thể ảnh hưởng những người xung quanh nữa vậy cho nên nếu như anh chị chưa biết được và đố anh chị làm sao chúng ta có biết được là chúng ta đang đi ngược chiều hay đúng chiều ạ à? các anh chị học viên đã từng tham gia khóa học với beta lần rồi thì các anh chị biết là làm sao để chúng ta có thể biết được là chúng ta hiện tại đang đi ngược chiều hay đúng chiều ạ à? <laughs> làm sao biết được điều đó các anh chị nếu như hiện tại anh chị thấy rằng công việc của anh chị thuận lợi mối quan hệ anh chị cũng tốt đẹp Bản thân anh chị cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, bình an Thì Linh xin chúc mừng các anh chị Bởi vì anh chị chắc chắn đã đi theo đúng cái chiều của mình rồi Đồng thời tất cả những cái điều kiện đó nha Vừa là công việc tốt, nè vừa mối quan hệ tốt nè Vừa bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hạnh phúc Thì chắc chắn chúc mừng các anh chị Rằng anh chị đã đi theo đúng năng lượng của mình Và anh chị đã đi đúng, đúng chiều rồi Nhưng nếu như anh chị rất thành công trong công việc Nhưng mối quan hệ của anh chị nó không tốt thì chắc chắn anh chị đã ngược một phần nào đó trong cái năng lượng của mình cái đoàn tàu của anh chị có thể là nó đi chệch hướng nó vẫn đi đến đích đó nhưng mà có thể là đến đây thay vì nó đi thẳng thì nó sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian của nó thì anh chị không biết anh chị đã lỡ lẽ trái rồi à, còn nếu như mà anh chị vừa không ok về công việc bản thân của mình không tốt mối quan hệ của mình không tốt thì rất có thể anh chị đã đi ngược chiều rồi anh chị đã đi ngược xa hoàn toàn với cái đích đến của mình rồi đó và một cái điều nữa đó là Thông qua phân tích họ tên và ngày tháng năm sinh sẽ cho anh chị biết được cái gì ạ? Sẽ cho anh chị biết được rằng đó là mỗi một người có cái điểm mạnh nhất của mình hay còn gọi cái câu là gì ạ? Khi mà mình đi học về phát triển bản thân thì hay hỏi một cái câu đó rằng là sứ mệnh của bạn là gì? Cái câu sứ mệnh có nghĩa là gì ạ? Theo các anh chị sứ mệnh của anh chị là gì ạ? Sứ mệnh của chúng ta có phải là cái mà chúng ta làm tốt nhất cái mà chúng ta có thể trao giá trị được cho người khác đúng không ạ? À? Thì cái sứ mệnh đó nó sẽ được thể hiện thông qua họ tên của anh chị nè. Anh chị sẽ phân tích và anh chị biết được rằng là sứ mệnh của mình mang năng lượng con số mấy. Kể từ khi Linh khám phá ra được rằng à số chủ đạo của Linh là con số 8, sứ mệnh của Linh là con số 9 và linh hồn của Linh là con số 3 cộng với nhân cách của Linh là con số 6 và Linh đã chọn lựa cho mình được đúng một cái công việc phù hợp vừa với sở thích của mình, vừa với năng lực của mình và vừa phù hợp với cái đích đến trong cuộc đời của mình. Thì tại thời điểm hiện tại mối quan hệ của Linh với chồng, với các con, với bố mẹ cũng như là trong công việc của Linh hiện tại rất là tốt đẹp. Và Linh rất là yêu cái công cụ thiền số học này và rất mong muốn sẽ được chia sẻ cái điều này cho các anh chị. Và anh chị biết được rằng là trong cái khóa học sắp tới của mình á chúng ta sẽ được học một cái công thức nó có tên là gì ạ? À? Tứ giác vàng thành công của một người. Tứ giác vàng thành công của chúng ta nó sẽ gồm cái gì ạ? À? Nó sẽ gồm con số chủ đạo nè. Nó sẽ gồm gồm con số sứ mệnh nè. Rồi, sẽ gồm con số nhân cách nè và con số linh hồn. Vậy thì đây là gì ạ? À? Đây là một cái nền móng. Đây là một cái nền móng. Khi anh chị xây nhà thì anh chị sẽ xây cái gì đầu tiên ạ? À? Khi chúng ta xây nhà anh chị sẽ xây cái gì đầu tiên các anh chị? có phải xây nhà là chúng ta phải xây cái móng đầu tiên hơn mà và cái móng nhà thì nó sẽ có cái gì ạ nó sẽ có bốn góc đúng không anh chị móng nhà sẽ có bốn góc và chúng ta sẽ có bốn cây cột vậy đây được gọi là cột trụ thành công của một người hay còn gọi là tứ giác vàng thành công của một người bao nhiêu anh chị đã biết được tứ giác vàng thành công của mình rồi comment số 4 ạ à. anh chị nào chưa biết comment chữ chưa và anh chị có sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu xem tứ giác vàng thành công của mình là gì được không ạ à? À, kể từ khi mà linh khám phá ra được tứ giác vàng thành công của mình thì linh hiện tại linh đang áp dụng cái điều này cho hai bạn nhỏ con của linh một bạn có sứ mệnh chính có số chủ đạo chính một bạn có sứ mệnh ba và số chủ đạo ba và Linh biết được rằng là bây giờ Linh sẽ cần tạo một cái môi trường như thế nào. Linh nên động viên khen ngợi khích lệ và nên cho con đi theo học những cái chương trình gì để giúp cho con có thể tạo ra được một cái nền móng vững chắc cho con ngay từ nhỏ. Chứ không phải đến như Linh là đến năm 34 tuổi mới bắt đầu phát hiện được cái tứ giác vàng thành công của mình. Rồi, và anh chị nhìn trên cái đoàn tàu này nè. Theo các anh chị, có hai toa tàu ở phía sau đó là toa mang chỉ số về nợ nghiệp lúc nãy lên chia sẻ với các anh chị đó là thiện số học khác với thần số học đó là gì nghiên cứu rất sâu về luật nhân quả và thông qua luật nhân quả là chúng ta sẽ biết được cái nợ nghiệp của chúng ta anh chị có thấy rằng là chúng ta không thể lựa chọn được bố mẹ mình sinh ra đúng không ạ hồi nãy có anh chị nào comment trên linh linh hỏi rằng đó là có hai điều trong cuộc sống mà chúng ta không lựa chọn được là gì thì anh chị bảo đó là cha mẹ có nghĩa một điều rằng là như thế nào chúng ta không lựa chọn được môi trường mà mình sinh ra mình không lựa chọn được xuất phát điểm của mình trong cuộc đời đúng không anh chị? Mình không lựa chọn được rằng mình sinh ra trong gia đình giàu có hay là gia đình bình thường. Mình không lựa chọn được đó là mình sinh ra là một người thông minh hay là một người bình thường, thậm chí là có những người họ không phát triển về trí tuệ, hay còn gọi là gì ạ? kém phát triển về trí tuệ, đúng không anh chị? Hoặc là sao ạ? Chúng ta có những người sinh ra trong một cái nhân dạng, một cái cơ thể như thế nào ạ? Không đầy đủ và không lành lặn. Và họ có muốn điều đó không các anh chị? theo các anh chị những người đó họ có muốn điều đó không họ không muốn điều đó nhưng không sao cả những điều đó không có là một cái sự cản trở hay là một cái trở ngại gì mà nó chỉ có một điều rằng là họ sẽ cần phải có sự nỗ lực hơn vậy thì nếu như chúng ta biết được cái đích đến của mình nếu như chúng ta biết được cái năng lực của mình, cái hành trang của mình thì những cái sự trở ngại đó nó không là vấn đề. Theo các anh chị nè, ở đây có một cái toa tàu nợ nghiệp, ở đây có một cái toa tàu là nợ bài học. Nếu như hai toa tàu này rất nặng, hai toa tàu này chứa rất nhiều và rất nặng thì theo các anh chị đoàn tàu này nó có tiến về phía trước được không? Được không các anh chị? Nếu như cái toa tàu này nè nó có hai toa đó là toa nợ nghiệp và toa nợ bài học mà nó rất nặng, chứa rất nhiều, cực kỳ nặng thì cái đoàn tàu này có đi về phía trước được không ạ? À? Không sẽ không đi được về phía trước. Đó chính là cái lý do vì sao mà một số anh chị khách hàng mà Linh đã từng tư vấn nha. Linh không nói rằng toàn bộ, nhưng mà hầu hết những khách hàng mà Linh tư vấn mà họ cảm thấy rằng là họ nói với Linh như thế này nè. Cô Linh ơi, chị rất nỗ lực trong công việc. Chị làm rất là cố gắng. Người ta nỗ lực một, chị nỗ lực mười. Nhưng chị không cảm thấy mình có được những cái điều như mình mong muốn. Thậm chí là đôi khi mình còn bị phủ nhận nữa chị cố gắng rất nhiều nhưng mà chị làm cái gì cũng bị thất bại chị cố gắng rất nhiều nhưng chị làm cái gì cũng không được mọi người ghi nhận bởi vì sao ạ à? bởi vì cái anh cái 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 đầu tàu nè anh chị nó chạy 10 km trên giờ nó nỗ lực nó chạy thêm một xíu nhưng hai cái toa này nặng quá nó kéo lại thì các anh chị thấy hai cái mũi tên mà nó ngược chiều nhau thì cái đoàn tàu này làm sao ạ à? nó sẽ cứ đứng một chỗ nếu như mà cái mũi tên ở phía sau này nó nặng quá thì nó kéo cái đoàn tàu nó đi về phía sau thì anh chị sẽ thấy làm sao à? càng đi càng không thấy mình đích đến ở đâu càng đi càng thấy cuộc sống của mình đi xuống càng đi càng thấy mối quan hệ của mình đi xuống vậy thì anh chị phải biết được chỉ số nợ nghiệp và chỉ số nợ bài học của mình là gì nếu như chúng ta biết rồi và chúng ta giải quyết được hai cái này thì theo các anh chị đoàn tàu này nó có nhẹ đi không ạ à? đoàn tàu này sẽ rất là nhẹ đúng không ạ à? đoàn tàu này sẽ nhẹ đi và đoàn tàu này sẽ tiến về phía trước nhanh hơn và thông qua khóa học thấu hiểu bản thân chinh phục vận mệnh linh sẽ hướng dẫn và chỉ cho các anh chị cách tính tất cả những chỉ số trên một cái đoàn tàu như thế này để anh chị biết được định vị được bản thân mình hiện tại đang như thế nào và làm cách nào để giúp cho các anh chị giải quyết được những cái chỉ số về nợ nghiệp, giải quyết những cái chỉ số về nợ bài học. Làm sao giúp cho các anh chị phát triển được những cái năng lượng về nổi trội của mình, làm sao giúp cho anh chị phát huy được cái hành trang trong bản năng của anh chị là như thế nào để đoàn tàu của các anh chị nó tiến về phía trước. Đó. Và anh chị thấy rằng trong cuộc sống của mình có đôi lúc mình sẽ cảm thấy như thế nào à? Có đôi lúc mình sẽ cảm thấy bị stress, bị mất cân bằng. Có bao có anh chị nào thấy rằng là có những cái ngày mà mình thức dậy á, bản thân mình thức dậy mình đã cảm thấy rất là khó chịu rồi đúng không các anh chị tự dưng có một cái câu gì vậy hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn không biết tại sao mình buồn không biết tại sao mình khó chịu không biết tại sao mình bực bội và ngày hôm đó mình rất dễ làm sao nóng giận thì thông qua cái khóa học này linh sẽ chia sẻ cho các anh chị rất nhiều những cái năng lượng về năm nè về tháng nè về ngày của mình đó <laughs> sếp của em bảo là sếp nguyễn Duy linh bảo là hôm nay là mới buồn rồi mặc dù là sáng nay đã biết rồi đó hôm nay đã biết là cái chỉ số về cảm xúc của sếp hôm nay là không cao rồi đó đó rồi vậy thì anh chị sẽ thấy rằng là điều gì ạ à? nếu như anh chị biết được đích đến của mình nếu như anh chị biết được những cái hành trang trên cái đoàn tàu của anh chị đem theo có nợ nghiệp hay không có nợ bài học hay không và những cái điểm mạnh của mình là gì thì sẽ giúp cho anh chị làm sao ạ à? cân bằng được hai cái mũi tên ngược chiều này Cân bằng được hai cái mũi tên ngược chiều này và anh chị sẽ xóa hoàn toàn cái mũi tên ngược chiều này để cái mũi tên của anh chị nó sẽ cứ tiến về phía trước phăng 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 phăng. Và những anh chị học viên đã học những cái khóa học thiện số học của Best Talent, anh chị có thấy rõ là chúng ta nhận rất rõ được những cái mũi tên mà sẽ giúp chúng ta tiến về phía trước không ạ? À? Những anh chị nào đã khám phá ra được những cái giải pháp của mình rồi comment số 3 đi ạ những anh chị nào đã khám phá ra được cho mình những cái năng lượng những cái giải pháp của mình, khám phá ra được cái nợ bài học của mình đó và giúp cho anh chị thay đổi được anh chị áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Rồi, và ở đây một cái điều đặc biệt nữa đó là ngoài cái việc mà Linh chia sẻ cho các anh chị về cái được gọi đó là tứ giác thành công ra thì chúng ta còn có một cái rất là đặc biệt nữa. Bao nhiêu anh chị biết về kim tự tháp, anh chị comment số 1 ạ. À. Anh chị có thấy kim tự tháp À, ngày sinh là 13 có gọi là nợ nghiệp không ạ? À? Dạ có ạ. À. Có năm vị trí được gọi là nợ nghiệp đó là ngày sinh nè, số chủ đạo nè. Trong khóa học anh chị sẽ được học rất là nhiều rồi. Anh chị sẽ thấy rằng là kim tự tháp là một cái gì ạ? À? Một cái rất là vững chãi, rất là trường tồn theo thời gian đó. Và ông Pythagore ông, ông ông rất đam mê về những con số và ông hay nghiên cứu và ông đưa ra ông đưa ra rất nhiều những cái định luật liên quan về tam giác và bản chất của kim tự tháp cũng là tam giác đúng không anh chị và ở đây chúng ta sẽ qua cái khóa học level 1 anh chị sẽ được học một cái được gọi đó là kim tự tháp cuộc đời hay còn gọi là tam giác vàng đây là một cái tam giác nè đó và anh chị sẽ thấy rằng mỗi cuộc đời của mỗi một người nè thông qua ngày sinh của anh chị anh chị sẽ biết được rằng mỗi một chặng của chúng ta mang năng lượng như thế nào à anh chị có thấy một người nào đó ở bên cạnh anh chị anh chị biết hoặc là người quen người thân hoặc một người nào đó nổi tiếng mà anh chị biết anh chị thấy rằng là có những cái giai đoạn họ rất là thành công họ rất là thành công họ làm rất là nhiều tiền cuộc sống của họ cực kỳ tốt họ rất là thuận lợi nhưng bỗng dưng đến một cái giai đoạn thì cái công việc của họ nó bị đi xuống nó bị đi xuống nó bị đi xuống và đến một cái giai đoạn là họ bị phá sản anh chị có thấy không ạ à? có rất nhiều người nổi tiếng như vậy anh chị có quen ai không? Anh chị có quen ai? Anh chị comment cho Linh số 3 đi ạ. À. Xong Linh sẽ chia sẻ cho anh chị biết tại sao những người đó họ lại như vậy. Có những người anh chị nhìn thấy làm sao? Họ làm rất là thành công. Họ có một cái giai đoạn cực kỳ thành công. Họ làm rất nhiều tiền. Nhưng đến một cái giai đoạn nào đó cuộc sống của họ đi xuống. Rồi ngược lại có những người khác thì sao ạ? À? Ngược lại có những người khác ví dụ như điển hình là Linh nhưng mà bởi vì một sự may mắn thôi nha. Điển hình là Linh là sao? Có những cái giai đoạn làm sao ạ? À? Mình đi xuống, giống như Linh kể các anh chị năm 2014 đó là Linh đi xuống Và sau đó bỗng dưng vì một cái điều gì đó may mắn cái mình được đi lên Nhưng mà mình không biết là tại sao mình được đi lên như vậy Bao nhiêu anh chị không biết tại sao mình được đi lên như vậy comment tôi <laughs> ạ Năm 2015 Linh không biết tại sao là cuộc sống của Linh bắt đầu đi lên Nhưng sau đó khi Linh phát, Linh học, Linh hiểu sâu, Linh nghiên cứu về thiện số học rồi Linh biết tại sao mình đi lên và khi mình biết tại sao mình đi lên thì theo các anh chị sẽ giúp được gì cho chúng ta các anh chị? Khi mình biết được là tại sao công việc của mình phát triển được như vậy, tại sao hiện tại tất cả mọi cái nó đều đi lên theo đúng cái điểm của mình mong muốn. Khi mình biết được điều này thì sao ạ? À? Mình sẽ hoàn toàn có thể giữ được nó. Mình hoàn toàn có thể giữ được nó theo cái hướng gì ạ? Là chúng ta hoàn toàn có thể là có đôi lúc mình sẽ đi xuống. Nhưng sau đó mình làm sao? Mình để cho nó ngang bằng ngang bằng sau đó nó đi lên rồi nó có đi xuống thì mình cũng để cho nó ngang bằng ngang bằng chứ mình không cho nó bị xuống thẳng giống như một số người như vậy. Đúng không ạ? Và tứ giác thành công của một người sẽ bao gồm những cái gì ạ? Những cái giai đoạn này. Ví dụ như trong cái chặng này là của Linh đó là mang năng lượng thử thách con số 0 và đỉnh cao con số 2. Vậy thì giai đoạn này Linh cần phải làm những cái công việc gì để đạt được thành tựu nếu như trong cái giai đoạn này cái mảnh đất của Linh đang cần phải khai thác vàng. Nhưng mà Linh đi mua cái máy cày, Linh đua đi mua cái máy cấy, Linh đi mua cái máy gặt lúa thì theo các anh chị ở giai đoạn này Linh có khai thác được vàng không ạ? À? Ở cái giai đoạn này cái mảnh đất cái chu kỳ hiện tại này của mình là mình có một cái mảnh đất và ở đây ở bên dưới của nó có vàng nè. Khai thác đi thì sẽ có vàng. Nhưng nếu như Linh lại đi ra Linh mua cái máy cày, Linh đi mua cái máy cấy lúa, Linh mua cái máy gặt lúa. Rồi Linh đi mua cái máy trà lúa và Linh đi học những cái kiến thức, những cái kỹ năng về trồng lúa. Thì theo các anh chị ở giai đoạn này Linh có gặt được, Linh có đào được vàng không ạ? À? Không được. Đó chính là bởi vì sao những cái người mà họ đi xuống như vậy nè. Bởi vì cái giai đoạn này, cái công việc họ đang làm, những cái điều mà họ đang làm nó không phù hợp với cái giai đoạn trong chu kỳ đó của họ cho nên là nó mới đi xuống các anh chị thử lấy cái máy cấy mà anh chị đi đào vàng thử anh chị có đào được vàng không rồi ví dụ như có những người họ thấy rằng là họ cứ cố gắng họ nỗ lực thôi mình cứ cố thêm một chút đi mình cố thêm một chút đi rồi vô tình may mắn vô tình may mắn qua cái chu kỳ tiếp theo của anh chị thì nó là vàng thật thì chúng ta đào được vàng anh chị thấy cái điều này không ạ à? vô tình giai đoạn này chúng ta không biết chúng ta đào không được nhưng mà chúng ta vẫn cứ nỗ lực bởi vì mình có cái câu gì ạ hãy cứ kiên trì đi thành công nó ở phía trước chỉ cần mình cố gắng một xíu nữa thì mình sẽ đạt được thành công thế là mình cũng cố mình đào mình đào mình đào cái vô tình cái giai đoạn tiếp theo của mình là vàng thế là mình đào thành công sau đó mình ra một cái chân lý gì ạ thấy chưa chỉ cần làm như vậy là thành công cho nên là bây giờ là ai có nói gì mình cũng không thay đổi ai có nói gì mình cũng cố gắng mình nỗ lực mình đào vàng tiếp nhưng mà đến cái giai đoạn này không phải là vàng Đến cái giai đoạn này nó là trồng lúa và gặt gặt lúa để có hạt gạo thì nếu tiếp tục đào vàng nữa thì theo các anh chị điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Là chúng ta đi xuống, sau đó chúng ta đi lên, sau đó chúng ta đi xuống và chúng ta không biết làm sao để chúng ta đi lên nữa thì liệu rằng khi đến cái đỉnh cuối cùng của chúng ta là cái đỉnh thứ tư mà chúng ta lại đang ở đi xuống thì làm cách nào để chúng ta có thể vực dậy được cuộc đời của mình? Anh chị có thấy những người nào mà đến cái giai đoạn cuối cuộc đời rồi họ đi về con số không hoặc con số âm không ạ? À? Anh chị hãy comment cho linh tới. Anh chị có biết ai như vậy không? Anh chị có biết một ai là trong cái cuộc đời của họ họ đã có rất nhiều họ có một cái cuộc sống làm sao rất là tốt nhưng sau đó bỗng dưng họ lại đi xuống? nhưng mà nếu một điều rằng hiện tại chúng ta không biết những cái điều đó chúng ta để đến cái chu kỳ cuối cuộc đời của mình nè à. mình để ở cái chu kỳ cuối cuộc đời này của mình mình mới đi xuống thì điều gì sẽ xảy ra tại thời điểm đó anh chị có còn thời gian để anh chị bắt đầu lại hay không tại thời điểm này chúng ta có còn cái nỗ lực chúng ta có còn cái sự sáng suốt chúng ta có còn sức khỏe chúng ta có còn thời gian để chúng ta bắt đầu để cho nó đi lên nữa hay không đó. Và khi mà anh chị học về cái công cụ thiện số học này Anh chị đi sử dụng, anh chị phân tích những người nổi tiếng đi Anh chị sẽ thấy rằng họ đi rất đúng năng lượng của họ Trong từng chu kỳ cuộc đời của mình Rồi. Thì ở đây Linh sẽ chia sẻ cho các anh chị nè Vào năm 2014, đây là cái biểu đồ của Linh Vào năm 2014, Linh mang năng lượng con số 9 Nhưng bài học số chủ đạo của Linh là con số 8 Người có số chủ đạo là số 8 là họ phải học rất nhiều những cái bài học về tiền, họ phải học về kỹ năng kinh doanh, họ phải học những cái kiến thức về quản lý tài chính. Và bởi vì Linh không hiểu về những cái kiến thức về quản lý tài chính, thay vì ở cái đỉnh cao này của mình thì mình có những cái ở những cái đỉnh cao thì được gọi là thành tựu. Thay vì ở cái đỉnh cao này Linh có được tiền thì đây là cái giai đoạn Linh mất rất nhiều tiền. Năm 2014, anh chị biết hai vợ chồng Linh bán nhà xong vẫn còn nợ 1 tỷ, mà 1 tỷ ở năm 2014 rất lớn nha. Và thậm chí thời điểm đó mình không biết được rằng là làm cách nào để mình có thể trả được cái số nợ đó. Nhưng thật sự mà nói là giống như là khi mà các anh chị mong muốn cái điều gì thì vũ trụ đã đưa đến. Có nghĩa là thời điểm đó Linh rất là khổ và Linh chỉ mong muốn làm sao mà mình có thể thoát khỏi được cái cảnh khổ này. Thì có rất nhiều những cái cơ hội đưa đẩy đến và đến năm 2015 là linh bắt đầu linh chuyển sang linh làm ở một cái vị trí khác ở các công an hồi sở và đến năm 2019 khi linh mang năng lượng con số 5 này nè linh đã quyết định nghỉ để chuyển sang làm công việc tự do đó làm về bảo hiểm sau đó linh bắt đầu linh bán duyên đến sinh chắc vân tay và cuối cùng khi linh biết về thiện số học linh kết hợp được con số chủ đạo 11 trong ngày sinh thật và con số chủ đạo 8 trong ngày sinh trên giấy tờ của linh thì khi đó linh mới biết được rằng đích đến của mình thật sự nó nằm ở đâu không phải những cái về đầu tư kinh doanh Không phải những cái về tài chính nó mới là cái mục tiêu đích đến để Linh thành công Mà Linh phải kết hợp những cái liên quan về cái gì ạ Kết nối mọi người lại Chia sẻ lan tỏa cho mọi người những cái công cụ Để giúp cho mọi người hiểu về bản thân mình đó. Và kết hợp với những cái tứ trụ về thành công của Linh Đó là gì ạ Linh hồn số 3 là rất thích được nói Rất thích được chia sẻ Rất thích được đào tạo Kết hợp với sứ mệnh chính Đó là gì ạ làm những cái công việc về trao giá trị, trao giá trị cho đi những công việc về giáo dục thì khi đó mình sẽ phát triển được rất nhiều. Và khi mình phát triển được cái ngày này thì tự khắc tiền nó sẽ đến. Đúng không ạ? À? Đó, rồi và anh chị sẽ thấy làm sao à? Mình sẽ biết được rằng là trong cái họ tên của mình mình có những cái chỉ số thiếu gì. Nếu như mà bây giờ cho anh chị hai cái thùng nước mà một cái thùng á nó rất là bình thường nó không có một cái lỗ hỏng nào nhưng cho anh chị thêm một cái thùng nữa nó có bốn năm cái lỗ hỏng mà nếu như chúng ta mở hai cái vòi nước bằng nhau thì theo các anh chị cái thùng nào nó sẽ đầy nhanh hơn ạ à? thùng nào sẽ đầy nhanh hơn các anh chị thùng nào ạ à? có phải là cái thùng nước nó không có lỗ hỏng cái thùng nước nó kính nó sẽ chắc chắn nó đầy nhanh hơn còn cái thùng nước mà nó có lỗ thì chắc chắn anh chị có đổ hoài đổ hoài đổ hoài đổ hoài nó cũng không đầy được vậy thì bây giờ phải quay lại anh chị hãy hỏi bản thân mình xem đó là anh chị đã biết được những cái điểm yếu của mình những cái điểm yếu trong rung động năng lượng của mình là gì ví dụ như linh là không có số 1 không có số 6 thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của linh đó và trong cái khóa học một trong level 1 này anh chị sẽ được học hai cái kiến thức cực kỳ giá trị và tuyệt vời để anh chị áp dụng vào trong cuộc đời của anh chị đó là tứ trụ thành công tứ giác vàng thành công của một người và là gì ạ à? kim tự tháp bốn đỉnh thành công của một người à, anh anh nguyễn văn long hỏi là nếu hai ngày sinh ảnh hưởng thì ngày sinh thật hay cả hai cả hai đều ảnh hưởng đến mình nhưng ngày sinh trên giấy tờ, trên giấy chứng minh nhân dân sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều hơn. Tuy nhiên nếu như anh không biết cách hợp nhất hai ngày sinh giống như như em thì anh sẽ không thể nào anh biết được là mình nên làm gì để mình phát triển được công việc của mình mà mình sẽ thường xuyên đứng ở một cái trạng thái do dự khi thì bên trái khi thì bên phải và khi đó mình sẽ bị hai cái nguồn năng lượng ví dụ như một cái mũi tên kéo mình tới một cái mũi tên kéo mình đi ngược lại thì mình sẽ mãi mãi mình đứng ở một chỗ được không ạ? Cho nên mình sẽ cần phải tìm hiểu cả hai bộ số của mình như thế nào để mình có thể hợp nhất lại giống như em đã hợp nhất được cái ngày sinh thật của em. Rồi. Và Linh chia sẻ cho các anh chị một vài những cái lưu ý, một vài những cái lưu ý. Đây là một người khách hàng của Linh. Đây là một người khách hàng của Linh nha các anh chị. Và khi mà đến để Linh tư vấn vào năm 2021. 2021 Linh tư vấn cho anh này và Linh nói với anh rằng anh ơi mình đang ở một cái đỉnh thử thách mang năng lượng con số 4. Sứ mệnh của anh là 8, linh hồn của anh cũng là 8. Cho nên anh cần phải lưu ý giúp em một điều đó là trong cái giai đoạn này làm bất cứ việc gì cũng hết sức là cẩn thận, cũng hết sức là chi tiết, cũng hết sức là rõ ràng. Nếu không, mình sẽ có thể dễ dẫn đến những cái mất mát về tài chính. Đúng không anh chị? Anh ok, ok, ok. Nhưng mà sau đó làm sao? Qua 2022 quên mất rồi đến 2023 thì sao ạ? À? Cuối năm 2022 quên mất rồi. Và ảnh làm một cái công việc liên quan về những cái về tài chính vân vân này kia và đến năm 2022 mất bao nhiêu ạ? À? Mất 12 tỷ. Bởi vì sao ạ? Mình đã lưu ý, mình đã nhắc rồi ở trong cái giai đoạn này đó là thử thách số 4 làm việc gì cũng hết sức là cẩn thận, rõ ràng, chi tiết. Trong hợp tác làm ăn thì cũng phải có hợp đồng, cũng phải có những cái điều khoản cần phải tìm hiểu hết sức là kỹ cho dù cái người đó có quen với mình như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận theo đúng năng lượng của con số 4. Tuy nhiên ảnh không nhớ và hôm rồi gọi cho Linh Linh ơi. Mất 12 tỷ rồi em. Được không ạ? À? Vậy thì làm sao ạ? À? mình cần phải biết chu kỳ năng lượng của mình từng thời điểm như thế nào để mình hoàn toàn có thể quản trị được nó. Nó sẽ giúp cho các anh chị giảm thiểu bớt những cái điều mà có thể rủi ro xảy ra đến với bản thân mình. Rồi, và anh chị sẽ thấy thêm một cái người nữa nè, đây cũng là một khách hàng của Linh. Không phải là khách hàng của Linh mà là chồng của một người bạn rất thân với Linh cũng đến cái chu kỳ số 4 này. Hôm rồi cũng nói. Hôm rồi cũng nói Uh, bạn ơi nhớ về nhắc nhở chồng nha ở cái đỉnh thử thách đang là thử thách số 4 nha lưu ý những cái về tiền và cái anh này là đang anh này là làm về lĩnh vực ngân hàng anh chị anh này làm về lĩnh vực ngân hàng và những cái về cho vay rồi mua bán nhà cửa bất động sản gì đó Vân vân thì Linh cũng đã nhắc rồi Linh nhớ nha con số 4 ở giai đoạn này thì nó sức phải cẩn thận vân vân này kia kia nọ nhưng mà làm sao ạ à? quên không nhớ bởi vì sao ạ à? Bởi vì các anh chị không có tìm hiểu về biểu đồ của mình Anh chị không đọc cái biểu đồ của mình Anh chị không học những cái năng lượng này Biểu đồ của mình thì đến một lúc nào đó bỗng dưng anh chị quên Linh có nhắc anh chị đi chăng nữa Thì bây giờ anh chị nhớ nhưng mà một thời gian nữa Anh chị quên Và đến năm 2022 vừa rồi Bị mất 4 tỷ Bây giờ kêu bán nhà Bây giờ kêu bán nhà nhưng mà chưa bán được Hai vợ chồng bây giờ đang ly hôn Để ảnh giải quyết những cái khoản nợ này của ảnh Và mất 4 tỷ vậy cho nên anh chị sẽ biết được rằng kim tự tháp bốn đỉnh trong cuộc đời của mình cực kỳ quan trọng nếu như anh chị biết anh chị sẽ hoàn toàn có thể làm chủ được ở những cái giai đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể biến nó trở thành thành tựu của mình đó và một điều nữa đó là nếu như những anh chị nào mà đi được bốn chặng cuộc đời này của mình hoàn thành những cái chặng thử thách này cuộc đời của mình thì đến với cuối cuộc đời anh chị sẽ đạt được một cái chỉ số được gọi là chỉ số trưởng thành hay còn gọi là chỉ số thành tựu. Đó. Và Linh rất muốn được uh, nghe những sự chia sẻ của những anh chị em học viên đã tham gia những khóa K1, K2 uh, mình có thể chia sẻ lại những cái cảm nhận của mình khi mình uh, tham gia cái khóa học cùng với Best Talent như thế nào ạ. À? Linh xin mời bạn uh, bạn Thúy sẽ quay lại cùng với chương trình của mình ạ. À. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Mỹ Linh rất là nhiều những kiến thức mà cô chia sẻ cho mọi người em tin chắc rằng mọi người sẽ cảm thấy rất là hào hứng ạ à về tứ giác vàng thành công cũng như là kim tự thép đúng không ạ? À, và hiện tại ở trên khán phòng thì em thấy rất là nhiều gương mặt quen thuộc và em tin chắc rằng một, các anh chị ở trên khán phòng ngày hôm nay cũng có người đã tham từng tham gia khóa học của chúng ta à, về đã nghe cô Mỹ Linh chia sẻ vậy thì xin mời các anh chị hãy ra hand lên để chúng ta chia sẻ cho chúng ta đã nhận được gì từ giá trị gì từ khóa Học. và chúng ta đã đạt kết quả như thế nào các anh chị nhá. Vâng em xin mời một cánh tay ra hen ạ. À. Dạ vâng em đã thấy cánh tay đầu tiên ạ, à. em xin mời cô Hồng Vân ạ. À. à xin mời ban tổ chức cấp mức cho cô Hồng Vân ạ. À. cho Vân à, được Chào bạn Thúy nha, MC rất là xinh đẹp ạ. Thúy nghe rõ chị nói không Thúy ơi. Dạ, em nghe thấy ạ. Dạ, và cũng xin xin chào thầy Nguyễn Duy Linh ạ và cô Mỹ Linh ạ. Cùng toàn thể 100 à 100 hội viên đang được ngồi chơi trước Zoom ngày hôm nay ạ. Thì thực tế mà nói thì vân năm nay đã 61 tuổi thì trước khi đến với mới cũng chỉ mới đầu năm nay thì là năm 2023 này để vân mới biết được đến cái lớp học của của cô mỹ linh ạ thế thì và cũng là là cái năm mà vân đang bị vướng rất là nhiều việc không kết nối được với con cái và ngay cả với chồng và gia đình nhà chồng mình không kết nối được nhưng rất là may mắn cũng như là vũ trụ đã đưa đến cho mình khi mình đang vướng mắc à. <laughs> ạ thì đã biết được và <laughs> cái 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 mà 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 mình biết được vì sao mà mình rất là thương yêu mọi người rất là thương yêu mọi người mà tại sao mà mình cứ bị vướng mắc và ai cũng đến đâu nó cũng bị vướng mắc mà mình không hiểu làm sao mà đến con cái nói nó cũng không 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 bạn nào bạn tuy các bạn ấy cũng đã lớn tuổi nhưng không bạn nào là là nghe mình hết à Đấy mà bạn nào cũng coi như có một cái gì chống đối lại mình thế nhưng mà thật sự là rất là may mắn đó là sao khi mà mình biết được là cái cái bài học cuộc đời của mẹ cái, cái bài học đường đời của mình là con số 6 thì là cái cái công việc của mình nó phải là như thế phải là chăm sóc mọi người <laughs> phải chăm sóc mà phải nhưng mà có một cái điều là mình chăm sóc nhưng lại không không chăm sóc đúng thế và lại cướp mất quyền của con cái cướp mất quyền của các bạn ấy là mình cứ hay áp đặt các bạn ấy làm thế nhưng mà sau khi mình được học thì mình lại thấy ô thế thì đúng rồi mình sai mình sai tại điểm nào và mình sửa lúc đó mình kết nối được với con kết nối được với bạn lớn và bạn bé thế và ngay thậm chí là mình hiểu là ông chồng mình thì là con số 4 mình là con số 6, ông chồng là số 4 thế số 4 thì là coi như là luôn luôn là mà cái tối của cái tôi của anh thì rất cao cho nên mà mình cứ bắt anh phải như này phải như thế kia <laughs> bây giờ mình học mình biết được mình biết được là ô thế thì mình nhầm rồi mình phải trao quyền cho anh ấy chứ vì sao lại như vậy con cái cũng vậy thế là mình rất là vui là sau khi mình được học mặc dù là đi qua 12 con giáp rồi thì lúc đấy mình mới biết được ạ <laughs> mình mới thấu hiểu là vì sao mình lại như vậy thì rất là cảm ơn coi như là tổ chức và cảm ơn thầy thầy Duy Linh ạ và cô Mỹ Linh và cảm ơn bạn Thùy Trang là người đã đưa mình được vào với lớp học này ạ và mình rất mong muốn là tất cả nhất là các bạn trẻ thì nếu chúng ta biết được thì chúng ta sẽ kết nối được với con cái và sẽ có được những cái cái cuộc sống của mình nó sẽ rất là vui vẻ và kết nối được với các con dạy được các con theo đi đúng đường sau cuộc sống của các con nó thật là may mắn xin cảm ơn ạ, xin cảm dạ, ơn ạ, dạ vâng, xin cảm ơn cô Hồng Vân rất là nhiều, một trong những chia sẻ rất là tuyệt vời, mới qua một khóa học thôi mà cô Hồng Vân không những hiểu người nhà, hiểu mình rồi mà còn hiểu luôn cả chồng mình, cả con mình để làm sao mà cô có thể là hài hòa và kết nối được, rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, và chúng ta cùng đến với một chia sẻ nữa đó là chị Ái luyện ạ. À. vâng em xin mời chị ạ, à, xin xin mời bên tổ chức mở mắt cho chị Ái Luyện à. ạ. Dạ em dạ em uh, xin chào cả nhà và <laughs> dạ chúc cả nhà buổi tối nha. Lạc. À, em rất uh, em rất là ứng những cái buổi học uh, cái môn cái thiện số học này. Đúng là khi mà em học ra rồi em ngộ nhận rất là nhiều điều luôn về cái số uh, bài học đường đời uh, số 5 của em. À, và thậm chí là cái họ tên của em Em cứ thắc mắc hoài Từ nhỏ tới lớp em nói Ủa tại sao mà mình tinh luyện Em cứ hỏi hoài Rồi mình sinh ra làm gì Rồi mình là ai này kia Nhiều câu trả lời Nhiều câu lắm Đúng là khi mà bắt đầu em biết đến cái môn Mà thiện số học rồi Là em càng học em càng say mê Em nói nhiều lúc em học xong Rồi nghe đi nghe lại này kia Thì em thấy là Mình con số năm đại học đường đời Em rất là tự do Phóng khoáng lắm À, nói chung là giống như những người cô như cô nói là chạy xe mà gọi là đua tốc độ luôn á thích thích trải nghiệm mà hả nhắm cái gì cái gì chứ à, đó đúng là mở xong rồi mình sẽ bị mất kết nối Mới nghĩ lại là sao mà mình rất là nhiệt tình Giúp đỡ mọi người Giống như mình đi truyền cảm hứng Mình giúp người ta xong Cái sau này không còn liên lạc với ai hết trơn Thầm... Thì em mới biết là sau Là em bị mất cái con số kết nối Là số 4 với lại số 6 nữa Có nghĩa là phải có tinh thần trách nhiệm Phải kỷ luật với bản thân Tuy là mình tinh luyện Nhưng mà mình chưa bao giờ được rèn luyện Kỷ luật bản thân hết Thì em thấy qua những cái Ờ, trong cái thiện số học này em sẽ có những cái giải pháp đó mà nào giờ những câu hỏi em thắc mắc đó, mình sinh ra là gì mà sứ mệnh của mình là như thế nào rồi con cái rồi xung quanh đó, mọi người mình là uh, cư xử với mình như thế nào nè rồi um, về cái uh, chỉ số nhân cách em thấy càng học những cái con chỉ số rồi về bài học đường đời có chỉ số nhân cách rồi động lực thỏa mãn của mình nữa đó, thì em đang mong rằng là có cái lớp mà chuyên sâu em phải ráng tập trung vô để rèn rèn luyện kỹ năng rèn kỹ năng nói chuyện trước đám đông và cái năng lực là em muốn là trao truyền cảm hứng cho mọi người giống như cái sứ mệnh của em là trao giá trị cho mọi người à, em xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe và xin chúc mọi người luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc ạ à. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Luyện rất là nhiều. Một trong những học viên em cảm thấy rất là tuyệt vời bởi vì chị đã có mặt trong chương trình 30 ngày uh, chuyển hóa năng lượng ạ. Uh, và khi mà em nghe chị chia sẻ thì em cảm thấy được rằng không hiểu sao là chị có thể đặt ra cái câu hỏi là sứ mệnh của tôi là gì sớm thế ạ à. và các anh chị thân mến chỉ cần đặt câu hỏi là em tin chắc rằng sẽ có câu trả lời đúng không ạ và câu trả lời sẽ được cô mỹ linh chia sẻ sau ạ và bây giờ em đã thấy một cánh tay mới ạ con sĩ mời cô thanh bình ạ À, em xin chào uh, cô Mỹ Linh. À, xin chào uh, uh, Duy Linh. à Linh. xin chào các anh các chị ở trong Zoom. À Bình là mình rất là biết ơn Thủy Trang đã đưa Bình vào trong cái uh, khóa học K3 về cái uh, khóa học biết về cái số học này. À, từ đầu đối với mình ý, thì mình không phải vào người đồng nữa. tức là Bình cái hôm khai giảng cả 3 ấy thì thì là Bình không vào. À, tại vì mình đã nghe rất là nhiều về cái thần số học với những cái gì gì đó, tức là mình nghe nhưng mà có vẻ cái gì nó cứ bói toán là mình không tin, à, tại vì mình là một cái người mà 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 không đi xem bói bao giờ, mình nghĩ là những cái gì mà nó làm cái gì nó là phải theo cái luật nhân quả, là thuận theo cái luật vũ trụ thì ok, chứ còn những cái này thì không thể tin được thế nhưng mà sau đó thì khi mà mà thấy một cái câu là thiện số học tại vì không 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 quan tâm mà cứ nghĩ là là cái kia và khi nói đến cái thiện cái thì mình nghĩ ngay nếu mà nói là về thiện số học ấy, thì chắc chắn là làm những cái phước thiện chứ không phải là làm những cái thần hay gì đó tại vì à, nếu mà có ai đó mà nghiên cứu về những cái vị thần ấy, thì mình không hẳn bác có những vị thần đem lại cho mình được những cái kết quả những cái nhưng mà đấy là ở phía ngoài tác động. Tức là do những người ngoài đưa vào cho mình chứ không phải là bên trong của mình. Thế nhưng mà khi mà nói về thiện thì đấy là mình tự mình làm cái điều thiện và thế là bắt đầu là bình và học. Khi mà học ấy thì là rất là biết ơn cô Mỹ Linh tại vì suốt cả cái quá trình mà chúng mình được học ở đây ấy, thì những cái con số mà đưa ra kể cả cái bài học đường đời mà như chúng ta thấy cô cô linh vừa nói đấy cho chúng ta biết được những cái cái cái, cái tứ giác mà rất là tuyệt vời như thế nhưng mỗi một cái mỗi một con số là một cái thiện số tức là cô luôn luôn đi theo cái nhân quả vào đó chứ không dừng lại à cái con số này nó mang năng lượng như thế này thì nó sẽ abc cho mình như thế này không phải thế nếu chúng ta mà không mà cứ theo cái năng lượng không ấy, thì cái đấy như là chúng ta biết là thần số tại vì chính Pythagore ấy là cái là một cái nhà toán học rất là logic chỉ, chỉ dựa trên tức là cô 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 Mỹ Linh ấy dựa trên là ở cái những cái con số mà mà năng lượng của của, của nhà toán học Pythagore đưa ra đấy là chính xác những cái con số đấy là chính xác và và những cái con số đấy là những cái con số rất là logic và rất là khoa học nhưng không phải là chúng ta chỉ dựa trên con số đấy để chúng ta có thể mà đi theo cái những để mà mà, mà có những cái kết quả những cái mà chúng ta mong muốn như ở đây cái khác với những những bình chưa học cái lớp khác nhưng mà khi mình bình đi học về cái à, nhân quả cái luật trụ thì chúng ta hãy tin ở cái cái, cái lớp thiện số học này sẽ là giúp cho chúng ta nó kết hợp cùng với là những cái việc thiện của chúng ta đi theo dựa trên cái cái luật nhân quả thì tự nhiên là nó khác hẳn nó nó khác hẳn ai đó mà đã học rồi à, thì khi mà vào cái lớp này thì các bạn sẽ thấy khác cái cách của cô khác tại vì khi mà cô nói cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có những cái gặp khó khăn thế nhưng mà khó khăn không phải là khó khăn chúng ta không giải quyết được chúng ta cứ gieo những cái việc thiện chúng ta cứ làm những cái việc thiện đấy thì tự nhiên là chúng ta lại trở về cái chuẩn chúng ta đấy đấy là một cái nó khác hẳn hoặc là chúng ta có những cái gì mà quá chuẩn thì chúng ta có cái chỉ số thái độ của chúng ta để à, rất là biết ơn các anh các chị à, biết ơn Thùy Trang đã đưa mình vào đây và à, trong cái quá trình học thì mình được hỗ trợ rất rất chi là cụ thể rất chi là chi ly của Thùy Trang. À, cho mình hỗ trợ thêm cho mình những cái gì mà mình chưa hiểu. À, biết ơn các bạn rất là nhiều. À, và một lần nữa thì mình nghĩ rằng đây là cái lớp học mà mình cho rằng có cái giá trị rất lớn đối với các bạn trẻ. À, và đối với chúng mình ở cái tuổi lớn tuổi như thế này thì rất có. Tại vì là nói như cô Mỹ Linh chúng mình đồng hành cùng với con có thể đâu đó con nó chưa biết cái này thì chúng mình luôn luôn nhắc nhở con ở trong cả một quãng 9 năm như thế này năm đầu thì có thể các bạn biết nhưng mà sang năm thứ hai là các bạn quên thế nên chính là những mình là những cái người mà đồng hành cùng với các bạn rất là biết ơn cô biết ơn thầy duy linh và biết ơn tất cả các anh các chị đã lắng nghe À, em rất là gửi lời cảm ơn và biết ơn cô Thanh Bình, chị Hồng Vân, chị Ái Luyện và tất cả các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom và đặc biệt là nghe những lời chia sẻ của các anh chị thì Linh thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc và à, và ở đây uh, cho phép Linh được uh, chia sẻ với các cô chú và anh chị về cái lộ trình học tập sắp tới của chúng ta trong khóa level 1 này ạ. À. À, và chúng ta sẽ tập trung trong khóa level 1 này đó là chúng ta sẽ học rất kỹ và rất là sâu về những dòng chảy năng lượng trong cái chu kỳ cuộc đời của mình. Giống như lúc nãy Linh chia sẻ với các anh chị đó là về cái gì ạ? Về kim tự tháp hay là gọi là tam giác vàng thành công của một người khi chúng ta qua bốn giai đoạn cuộc đời của mình. Thì thông qua khóa học level 1 này anh chị sẽ hiểu rất rõ về tính cách của mình, giống như chị Ái Luyện nói đó là làm sao mà với con số 5 của chị thì chị rất là thay đổi chị rất là nhiều năng lượng đúng không ạ chúng ta sẽ thấu hiểu được tính cách của mình mình sẽ khai phá được những cái năng lực tiềm ẩn của mình để mình trả lời ra được câu hỏi đó là tôi là ai và sứ mệnh của tôi là gì và sau đó chúng ta sẽ biết được là bốn đỉnh trong bốn giai đoạn cuộc đời của mình là như thế nào và hôm nay chúng ta là ngày khai giảng chúng ta chưa bắt đầu buổi học 1 hôm nay là ngày khai giảng và chúng ta sẽ đến với buổi học một đầu tiên đó là chúng ta sẽ giải mã những cái bí mật thông qua họ tên và ngày tháng năm sinh của chúng ta à, để linh sẽ xe to hơn một xíu rồi các anh chị đã thấy rõ được rồi đúng không ạ chúng ta sẽ khóa level một này của chúng ta sẽ đi qua 8 buổi mỗi một tuần chúng ta sẽ học hai buổi vào tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần buổi một anh chúng ta sẽ được học những cái giải mã những cái bí mật thông qua họ tên và ngày tháng năm sinh của chúng ta năng lượng của một đứa trẻ khi mà sinh ra đời sẽ có trọn vẹn những cái năng lượng thông qua chỉ số ngày tháng năm sinh đây được gọi là cái gốc rễ bản năng của một người hay còn gọi đó là adn gốc của mỗi một người là như thế nào và sau đó bố mẹ ông bà đặt cho chúng ta một cái tên thì lúc đó chúng ta khoát một cái cái tấm áo khoác lên trên cái năng lượng con người của mình điều gì sẽ xảy ra khi cái tấm áo khoác bố mẹ đặt cho mình bố mẹ đặt với một cái mong muốn với một kỳ vọng nào đó nhưng bố mẹ hoàn toàn không biết được cái năng lượng trong ngày tháng năm sinh của mình là gì thế là bố mẹ khoác cho mình một cái bộ áo lên trên người mình nó rộng hơn so với cái năng lượng thật của mình thì điều gì sẽ xảy ra là mình sẽ làm sao mình khoác một cái áo rất là rộng nó không vừa với mình thì nó sẽ làm cho mình cũng có khá nhiều những cái vướng vấp nó cũng có khá nhiều những cái vất vả rồi một điều gì sẽ xảy ra nếu như mà cái tên của bố mẹ đặt cho mình đó, nó là một cái bộ quần áo mà nó chật hơn so với con người thật của mình. Mình 40 kg mình phải mặc size L mà bố mẹ đặt cho mình một cái tên là size M thì điều gì sẽ xảy ra? Thì trong cái buổi đầu tiên ngày thứ tư sắp tới các anh chị sẽ được Linh chia sẻ rất kỹ về cái điều này tiếp theo vào buổi thứ hai chúng ta sẽ học những cái thử thách và những cái cơ hội thông qua ngày tháng năm sinh của mình mình sẽ hoàn toàn có thể dự đoán được thử thách của mình trong giai đoạn tiếp theo là gì thử thách của mình trong cuộc đời mình là gì và khi mà mình biết được cái điều này mình sẽ hoàn toàn có thể biến nguy thành cơ trong cái từ nguy cơ nó đã có hai từ nguy và cơ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nắm nó ở một cái phần gọi là cơ hội chứ không phải nằm ở cái phần nguy nữa rồi buổi thứ ba anh chị sẽ được giải mã những cái chỉ số nó thuộc về tiềm năng và điểm mạnh đặc biệt của bản thân mình vậy nếu mà làm một cái việc nó chỉ là một cái tài năng lẻ của mình với lại mình làm một cái việc nó thuộc về cái tài năng giỏi nhất của mình thì theo các anh chị chúng ta làm cái nào sẽ giúp cho chúng ta thành công và thuận lợi hơn thì rõ ràng khi chúng ta làm đúng với cái giỏi nhất của mình nó sẽ là cái giúp cho anh chị thành công cho đến khi linh biết về thiện số học linh mới khám phá ra được sứ mệnh của mình mang năng lượng con số 9 cái giỏi nhất của linh mang năng lượng con số 9 đó là cho đi nè yêu thương nè về đào tạo về giáo dục về tư vấn làm những cái việc liên quan về cộng đồng sẽ giúp cho linh thành công nhưng linh phải kết hợp lại được giống như anh linh chia sẻ với các anh chị về tứ trụ thành công của một người đó tứ giác vàng thành công của một người số chủ đạo nè số sứ mệnh nè, số linh hồn nè, số nhân cách bốn con số này liên kết với nhau như thế nào để cho anh chị có được một cái nền móng vững chắc để phát triển công việc và sự nghiệp của mình. Buổi thứ tư chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ số động lực khao khát tìm ẩn sâu xa bên trong của mỗi người. Đây là một chỉ số để giúp cho anh chị hóa giải những mối quan hệ của chúng ta. Có rất nhiều những mối quan hệ có sự mâu thuẫn, có sự bất đồng, đặc biệt đó là mối quan hệ vợ chồng. Nếu như chúng ta không biết được linh hồn của người kia, sở thích mong muốn của người kia là gì thì mối quan hệ của chúng ta nó chắc chắn nó sẽ có vấn đề. Hoặc là bố mẹ không hiểu về con thì điều gì sẽ xảy ra? Thì thông qua buổi số 4 này sẽ giúp cho các anh chị có được một cái công cụ, một cái giải pháp để anh chị sẽ giải quyết được rất nhiều những mối quan hệ mâu thuẫn bên cạnh mình, nhưng không dừng lại ở cái việc đó là chúng ta chỉ thấu hiểu về bản thân mà anh chị hoàn toàn có thể ứng dụng nó trong công việc kinh doanh. Cho Linh hỏi bao nhiêu các anh chị đang làm một cái công việc kinh doanh nào đó Comment cho Linh số 8 đi ạ à. Bao nhiêu anh chị đang làm một cái công việc kinh doanh nào đó Không phải là anh chị làm về văn phòng Anh chị không làm một công việc gì về cố định à, Cảm ơn chị Hồng Vân Chị Hồng Vân có rất nhiều số 8 Nếu như anh chị đang làm một cái công việc về kinh doanh Thì anh chị muốn cái gì ạ Có phải chúng ta sẽ rất muốn Thuyết phục khách hàng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình Đúng không anh chị Vậy thì chúng ta cần phải biết khách hàng của mình mong muốn điều gì khi đi học về bán hàng thì các anh chị sẽ nghe các thầy cô chia sẻ cho các anh chị đó là cần phải biết tử nguyệt cảm xúc của khách hàng nhưng thật sự linh không thích hai chữ tử nguyệt bởi vì sao khi mình nói hai chữ tử nguyệt thì giống như cái việc đó là mình chỉ có chăm chăm vào lợi ích của mình mà mình không nghĩ đến lợi ích của khách hàng thì ở đây linh sẽ chia sẻ cho các anh chị biết làm cách nào để anh chị có thể trở thành một người đồng hành cùng với khách hàng của mình làm cách nào để anh chị có thể biến khách hàng trở thành một người bạn một người thân của mình thông qua cái việc chúng ta hiểu về chỉ số động lực khao khát hay chỉ số linh hồn của khách hàng để anh chị ứng dụng trong cái việc kinh doanh của mình để giúp cho anh chị trong cái việc anh chị xây dựng được đội nhóm của anh chị để anh chị phát triển được công việc của anh chị ngoài cái việc chúng ta ứng dụng trong mối quan hệ gia đình chúng ta còn ứng dụng trong công việc kinh doanh của mình ứng dụng trong cái việc chúng ta quản lý chúng ta xây dựng đội nhóm của chúng ta thành một cái đội nhóm vô địch đúng không ạ buổi số 5 chúng ta sẽ thấu hiểu về dạng năng lượng thái độ thể hiện ra bên ngoài của một người à có rất nhiều người làm sao cái ngoại hình và cái tính cách thể hiện ra bên ngoài thì làm sao ạ à? nhìn tưởng rằng khó nhưng mà thật sự bên trong làm sao lại là rất là dễ thương vậy nếu như anh chị biết được cái điều này thì ngày mai anh chị đi gặp người khách hàng đó anh chị hoàn toàn có thể mường tượng được họ là người có tính cách như thế nào để chúng ta sẽ không có những cái hiểu nhầm về họ có bao giờ anh chị đã từng rơi vào cái trạng thái giống linh trước đây không ạ à? linh đi gặp một người khách hàng mà linh thấy cái thái độ người ta khó chịu linh không thèm nói không thèm không thèm nói không thèm tư vấn luôn mà với một cái tâm thế là không quan tâm mua cũng được không mua cũng được nhưng rõ ràng khi chúng ta biết được cái chỉ số nhân cách của họ là như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn yêu thương họ chúng ta sẽ làm sao chấp nhận cái điều đó và chúng ta sẽ tư vấn cho họ cảm xúc của mình tốt hơn đúng không ạ à? rồi à, thầy à, thiền sư thích nhất hạnh đã nói một câu gì ạ chỉ có thấu hiểu thì mới có thể yêu thương thôi thấu hiểu càng sâu thì yêu thương càng rộng thì thông qua chỉ số nhân cách và chỉ số linh hồn sẽ giúp cho anh chị rất thấu hiểu và bất kỳ một người nào bên cạnh các anh chị để chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ cực kỳ hạnh phúc và hòa hợp trong buổi thứ sáu chúng ta sẽ học về dự đoán thiên hướng năng lượng thử thách vận hành bản thân theo từng giai đoạn giống như kim tự tháp cuộc đời lúc nãy mà lên xe cho các anh chị rồi buổi số 7 đó là gì ạ cô thanh bình đã cho lên một cái từ khóa cô thanh bình và chị thùy trang đã cho lên một cái chìa khóa đó là gì ạ chìa khóa của vũ trụ chìa khóa của vũ trụ hay còn gọi là chìa khóa vạn năng để giúp cho chúng ta vượt qua mọi thử thách để đạt được thành tựu buổi thứ 8 đó là gì ạ? chúng ta sẽ ứng dụng bộ tứ quyền năng trong công việc và mối quan hệ để anh chị sẽ có được cho mình một cái tứ giác vàng thành công trong công việc và mối quan hệ của anh chị là gì đó và anh chị sẽ bắt đầu với buổi đầu tiên đó là Ngày 23 tháng 8 Chúng ta sẽ học buổi đầu tiên Và chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 Chứ không phải 18 nha Ngày 21 hôm nay là ngày khai giảng của chúng ta thôi rồi Và Linh xin nhờ ban tổ chức Sẽ giúp Linh share cái uh, link Về khóa học Để các anh chị có thể tham khảo Để anh chị sẽ kịp lên cái chuyến tàu Ngày thứ tư sắp tới được không ạ à? Thứ tư sắp tới chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên uh, Nếu như có một cái cơ hội Để thay đổi thì chúng ta sẽ muốn thay đổi Bây giờ hay là hai tháng nữa hai tháng nữa chúng ta mới quay lại cái khóa level 1 lần này nữa thì bây giờ anh chị muốn thay đổi bây giờ hay để hai tháng nữa mình mới thay đổi hai tháng nữa cái năng lượng của mình nó đi ngược thì nó bao nhiêu cái vấn đề nó xảy ra đến với mình đúng không ạ à? rồi linh xin nhờ ban tổ chức sẽ giúp linh share cái đường gửi cái landing page cái link của khóa học cho các anh chị lên ô chat và share qr code cho các anh chị ạ dạ vâng xin cảm ơn cô Mỹ Linh rất là nhiều các anh chị thân mến ở trên màn hình của chúng ta là một cái lên lên bay tất cả các thông tin mà lúc nãy cô Mỹ Linh đã chia sẻ cho chúng ta để làm sao từ một người mà không biết gì về thiện số học không biết gì về bản thân mình làm cách đều để chúng ta có thể thấu hiểu được bản thân chinh phục được vận mệnh và cái lộ trình để chúng ta có thể thấu làm được điều đó là như thế nào xin mời tất cả các cô chú anh chị chúng ta có thể quét cái mã qr ở trên màn hình để chúng ta tìm hiểu về uh, khóa học ngày hôm nay các anh chị nhé và như cô Mỹ Linh đã chia sẻ rằng á, là chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thật kỹ bởi vì một trong những cái điều đầu tiên là gì chỉ có thấu hiểu thì mới có được yêu thương đúng không ạ hãy yêu thương bản thân mình cũng như là sau khi chúng ta yêu thương bản thân mình chúng ta cũng sẽ có được cái năng lực yêu thương những người xung quan đúng không ạ à, và các anh chị thân mến à, cái phần quay số của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu ạ vì chúng ta còn hai giải nữa rất là đặc biệt đúng không ạ xin mời ban tổ chức hãy gửi lại đường link lên trên ô chat của tất cả những các anh chị nào mà chúng ta chưa kịp điền phong thì chúng ta có thể điền ngay để chúng ta thêm dự cái chương trình quay số ngay lúc này ạ? Dạ vâng, à, cái phần uh, Lenin Bay này và các thông tin về khóa học em sẽ gửi về trong nhóm à, Bên tổ chức sẽ gửi lại các anh chị khi mà khách mời ấy, có thể là hỏi lại những người đã mời chúng ta đến với chương trình này để tìm hiểu kỹ hơn về chương trình học ngày hôm nay và các anh chị nhé à, Và các anh chị ơi, em tin chắc rằng đây là một trong những giây phút rất là hồi hộp ạ à, bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta ngay giây phút hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những chủ nhân rất là đặc biệt của một trong những cái sản phẩm Thank wow. you.